Tuy nhiên, cũng có một số ý, số ít ý kiến khúc mắc rằng tại sao đến lúc này chỉ có một mình bên phía ông bà lên tiếng, còn bên của ông Võ Hoàng Yên thì vẫn im lặng. Thì ông bà có thể chia sẻ cái ý kiến của mình về cái khúc mắc này ạ. Đây là một trong những câu hỏi mà nhiều người rất hỏi tôi. Kính thưa quý vị, ông Võ Hoàng Yên là một người nổi tiếng. Ông ấy nổi tiếng là nhờ truyền thông. Ông ấy nổi tiếng là vì ông ấy đã từng nói về đạo lý với tất cả công chúng. Và gần như chúng ta đều tin điều đó. Và truyền thông của ông Võ Hoàng Yên đưa ông Võ Hoàng Yên lên đến tận ngày hôm nay. Và tất cả những gì ông Võ Hoàng Yên đã làm để thần thánh và nổi tiếng không những trong nước và cả nước ngoài. Và sau khi mà sự việc xảy ra đến ngày hôm nay, ông Võ Hoàng Yên không lên tiếng là bởi vì đối với Nguyễn Phương Hằng tôi, ông Võ Hoàng Yên không còn cách nào để lên tiếng. Bởi vì tôi chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ấy đã năn nỉ tôi để hoàn trả số tiền. Và ông ấy đã làm tất cả những gì để thấy rằng ông ấy lỗi. Nhưng mà một lần nữa tôi kính thưa quý vị rằng chúng tôi không phải vì 200 tỷ đó cho cá nhân tôi. Nếu tôi là một người phụ nữ bình thường, thì khi ông ấy đã nhận lỗi và muốn hoàn lại số tiền đó cho tôi, thì như những người phụ nữ khác thì tôi đã nhận cái số tiền đó mà còn hạnh phúc hơn là khi mình bị đánh mất tiền mà mình được người khác trả lại. Nhưng riêng Nguyễn Phương Hằng tôi không vì 200 tỷ đó mà tôi vì cộng đồng. Là bởi vì tôi biết quá nhiều cái điều thủ đoạn gian trá của ông Võ Hoàng Yên, cho nên tôi không cam tâm. Một lần nữa tôi khẳng định với quý vị là tôi không vì 200 tỷ đó mà tôi không cam tâm để mà ông Võ Hoàng Yên đi lừa dối cho tất cả mọi người. Và suốt hơn 2 tuần nay thì sự việc đã đổ bể ra, thì đã không biết bao nhiêu nạn nhân đã tố cáo ông ấy và vạch trần sự thật. Thì đó là cái thành công đầu tiên chỉ có 2 tuần lễ mà tôi đã chứng minh, và Bộ Y tế đã vào cuộc chứng minh luôn giùm tôi là ông Võ Hoàng Yên không bao giờ chữa được bệnh và không có giấy phép đi chữa bệnh. Thì đó là một cái mà tôi đã dấn thân và tôi đã thành công bước đầu tiên để lấy lại một cái chân lý thật sự cho quý vị. Chỉ có 2 tuần thôi mà tôi đã thành công, đó là một bước đầu tiên. Thì phải nói là đây là một cái món quà mà tôi có thể mang đến tặng cho tất cả mọi người, nhất là giới bác sĩ, giới khoa học và giới đông y sĩ á. Họ cảm thấy bị sỉ nhục khi mà có một người tự xưng mình là thần thánh qua mặt tất cả mọi người mà không ai dám nói ra. Nhưng có thể là sứ mạng của tôi khắc tin với ông ấy, cho nên tôi đã lột trần sự thật và tôi đã minh chứng thật sự. Một lần nữa tôi lại tìm thấy một cái danh dự thật sự trước công chúng. Và tôi không quên cảm ơn tất cả mọi người đã tin tôi, cổ vũ tôi, để hôm nay tôi có thể ngẩng mặt với đời là tôi đã làm một cái việc rất là chính nghĩa ạ. Dạ, có câu hỏi. Một điều tôi cũng xin hỏi thêm bà, đó là việc bà tố ông Yên lừa đảo thì cái việc chuyển tiền, thì vừa qua bên phía Võ Hoàng Yên có tung ra cái clip thể hiện cái lời nói của bà, phát ngôn từ chính bà về cái giống như là minh chứng cho cái thừa nhận cái tài năng, cũng như thể hiện cái lòng biết ơn của bà đối với cái tài năng ổng, khi mà ổng cho rằng là khi bà cho rằng là ổng trị bệnh bớt cho chồng của bà là ông Huỳnh Uy Dũng. Vậy thì tại sao bà lại có, bà lúc đó bà có những phát ngôn như vậy, và cái bệnh tình thật lúc đó của chồng bà là như thế nào? Kính thưa quý vị, đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều người đã ném đá tôi là người vô ơn. Kính thưa quý vị, tôi cũng như mọi người cũng từng tin ông Võ Hoàng Yên, vừa tin vừa ngưỡng mộ, cho nên chúng tôi mới mang con của mình để mà cho ông Võ Hoàng Yên, để mong cháu sau này được học hỏi những cái điều đó. Nhưng mà quý vị ơi, khi chồng mình đổ bệnh rồi, bản năng khi chồng và con mình bệnh rồi thì bản năng của người phụ nữ, dù mình có lại lục người ta, mình có bán hết tài sản để mình cứu chồng cứu con mình, cái chuyện năn nỉ đó là hoàn toàn là tôi xác nhận là tôi có làm. Bởi vì tôi rất là xót xa khi tôi nhìn thấy chồng tôi bệnh. Tôi năn nỉ ông ấy vì là lúc đấy anh Dũng đang vừa ở trong bệnh viện, và vừa ở trong bệnh viện và có người nói rằng là ông Yên sẽ chữa được, cho nên tôi đã điện thoại năn nỉ ông ấy, cái đó là sự thật. Nhưng mà cái sự thật bây giờ thì tôi đã để cho quý vị thấy nó bẻ bàng tới mức nào, thì đó là cái sự thật
cái sự thật bây giờ mới là chứng minh là ông Yên có tài hay không. Còn lúc đó thì bản năng người phụ nữ khi mà thấy chồng con mình đau bệnh rồi thì kiểu gì thậm chí lại lục người ta, năn nỉ người ta, nói một câu lại lục thì nó quá đáng. Tôi chỉ năn nỉ ông Võ Hoàng Yên là có cách nào để giúp anh Dũng không, nhưng mà thật sự ra lúc đó anh Dũng đang nằm ở bệnh viện Vinmec, anh Dũng chữa theo phác đồ của bệnh viện. Sau đó anh Dũng đi đến bệnh viện Chợ Rẫy và qua cả bệnh viện Việt Pháp. Anh Dũng chỉ bị một cái bệnh phổi nhẹ thôi. Và tôi đã nói rằng tôi cảm ơn ông Yên, bởi vì ông Yên lúc đó là tôi rất tin ông Yên, và cũng như mọi người cũng đã rất tin ông Yên, thì chuyện đó cũng không có gì để là ngạc nhiên cả. Tôi không phủ nhận là tôi từng năn nỉ ông Yên, bởi vì tôi yêu chồng, tôi thương chồng tôi, thì cái bất cứ điều gì làm cho chồng tôi tốt tôi đều làm hết. Cho nên là ngày hôm nay chính tôi là người biết ra sự thật, và chính tôi là người đưa ông ấy ra công chúng để đòi lại chân lý, đòi lại công bằng cho tất cả quý vị đấy ạ. Thì cho cái lý do thì mọi người ở đây đều đã nghe rõ. Còn về cái việc mà ông Yên lúc đó quay lại cái lời nói của bà, có quay công khai hay không, và bà bình luận gì về nếu như không công khai thì bà bình luận gì về cái hành vi quay lén này của ông Võ Hồng Yên? Quý vị ơi, nếu quý vị mà biết rõ ông Yên á, thì chắc có lẽ là quý vị sẽ ngạc nhiên lắm. Ông ấy chơi rất bẩn, chuyên môn quay hình lén. Và khi nói chuyện á, thì ông ấy hay để cái điện thoại chỗ này, miệng thì nói. Và quý vị để ý những cái clip mà ông Yên chữa bệnh cho người ta, ông Yên hay, thí dụ ông thấy một người mà khóc vì cảm động khi mà nghe đứa con nó ú ớ, thì ông hỏi sao khóc vậy, ông gợi cho người ta nói để rồi ông ghi âm. Và kính thưa quý vị, càng ngày thì sự thật nó càng tồi tệ hơn khi một người không hề biết quay đầu. Hiện nay bây giờ là ông dùng giang hồ để mà lấn áp hết những con người mà đã đứng ra tố giác ông. Chẳng hạn như sáng nay có một anh Thắng bị ông ấy lừa 5 tỷ. Và ông ấy lấy 5 tỷ đó về đưa cho hai vợ chồng, một chút nữa hai chú cô này sẽ lên trình bày đi mua đất cho ông. Rồi người ta tán gia bại sản, thân bại danh liệt, là người ta hôm nay là muốn đi ra trước công chúng. Thì ông Yên đã cho mai phục bằng giang hồ để mà khống chế người ta. Và luôn cả những anh đi làm YouTube hiện nay bây giờ là cũng giang hồ xưng là đệ tử của ông Võ Hoàng Yên, là đòi chặt đầu bỏ xuống sông. Và tất cả những người đang đi làm ở dưới Cà Mau, cái khu của quê hương ổng, thì ổng đều cho giang hồ ra để mà đối đầu hết. Thì lại một lần nữa chúng ta lại nhìn thấy là ngoài bản chất lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên ra, ông Yên còn là một tay giang hồ cộm cán đó quý vị. Cho nên sau cái vụ kiện này, tôi sẽ đề nghị công an phải làm cho thật nhanh, không thôi thì lại oan cho những người mà đã vô tình đi tác nghiệp, hoặc là vô tình cổ vũ cho những cái điều thật thì lại gặp nạn với ông Yên. Ông đã cho giang hồ, bây giờ là ông sử dụng giang hồ, chứ ông không còn sử dụng những cái gì mà lịch sự mà để chờ pháp lý nữa. Thì cho nên là quý vị phải thấy rằng đây là một tổ chức lừa đảo thật sự, và càng làm thì tôi càng thấy bản chất ông ấy lộ ra. Ông ấy chơi rất nhiều cái trò mà khi mà quý vị sẽ được nghe nhân chứng kể, quý vị sẽ ngạc nhiên hơn nữa. Nếu tôi nói nhiều quá thì quý vị nói là tại sao tôi dồn ông ấy vào đường cùng, hoặc là tôi cố tình tôi nói những cái điều mà giống như là tạo ra một cái phản cảm nào đó cho ông ấy. Thì nếu tôi thật sự là người không tốt thì lương tâm tôi cũng không cho phép tôi làm điều đó. Thì sau đây là tôi xin mời nhường lời cho anh Quỳnh Quy Dũng chia sẻ với quý vị về cái câu chuyện mà ngày hôm nay chúng tôi muốn có một cái buổi họp mặt hôm nay để cho cái câu chuyện nó rõ ràng hơn. Tất cả mọi thứ chúng tôi dành cho cộng đồng. Xin mời anh. Để nói tiếp cái vụ thuốc á. Dạ thì cũng liên quan đến cái lời hùng biện của Võ Hoàng Yên về cái chuyện ơn nghĩa của vợ chồng ông đối với Võ Hoàng Yên, đó là cái việc mà chữa khỏi bệnh cho ông Huỳnh Uy Dũng lúc mà ông bị bệnh liên quan đến phổi. Thì xin ông xác minh lại, trả lời cái sự thật về cái tình trạng sức khỏe lúc mà ông Võ Hoàng Yên trao cho ông những cái bịch gọi là thuốc chữa bệnh phổi. Thì cái, và tôi, chúng tôi cũng nhận được cái thông tin rằng ông Yên cũng đã rêu rao trong trong cư sĩ Tịnh Độ rằng là tình trạng của ông lúc đó là bị ung thư phổi, và ông Yên đã cho thuốc cứu sống ông trong cái lúc thập tử nhất sinh đó. Thì xin ông cho biết cái thực trạng về sức khỏe của ông lúc đó và cái ý kiến của ông về vấn đề này. Kính thưa quý vị,
trước tiên là tôi xin chúc sức khỏe tất cả các anh chị có mặt hôm nay. Thì qua cái chuyện mà cái bệnh thì lúc đó là tôi có đi chơi thể thao, đi chơi nó thăm trưa ở trên sân sông Bé đi tập ấy, với một người bạn. Thì tôi ra tôi tắm ở đó, nên nó về nhiễm nước. Và cái tánh tôi thì bệnh đó, tôi ít có uống thuốc rồi đó, giữ cư. Thì đến khi mà nó bị ho nhiều thì thấy nó khó chịu, thì tôi mới vô trong Vinmed. Thì vô trong đó thì bác sĩ khám bệnh xong á, thì là phổi tôi yếu, bị giống như nhiễm nước đó, bị cảm. Thì điều trị trong đó thì tôi ở lại điều trị trong Vinmed một tuần. Thì trong cái lúc mà tôi đang ở trong bệnh viện đó, thì cũng gần ra viện rồi, còn một hai ngày nữa ra viện, thì Võ Hoàng Yên có đến thăm. Thì ở trong Vinmed họ điều trị rất là tốt. Và nói thật sự các anh chị đây là tôi quen biết rất là nhiều bác sĩ, kể cả Chợ Rẫy và các bệnh viện. Vì tôi có làm cái chương trình mổ tim, nên qua các giới bác sĩ thì tôi quen biết rất nhiều. Nhưng mà vô gần nhà, vô chỗ Vinmed cho nó tiện, thì vô các anh bác sĩ đó điều trị rất là tốt. Thì đến là 7 ngày thì tôi đi về. Tôi về thì lương y Võ Hoàng Yên có đến tặng cho tôi 6 thang thuốc, thì biểu nấu với trứng gà rồi gì đó. Nhưng mà cái nguyên tắc á, tôi về nhà, khi tôi về ở nhà thì anh em Chợ Rẫy cũng rất là thương tôi, thì cho thêm hai cậu y sĩ với bác sĩ đều thương thăm. Chứ con của tôi không có nằm trong Chợ Rẫy, thì uống thuốc để tiếp, coi như là tiếp để theo dõi tiếp khi về nhà. Thì cái nguyên tắc mà uống đang điều trị thuốc Tây theo điều trị thì không có uống thuốc Bắc hay thuốc Nam. Đem 6 thang thì sắc ra, thì bữa đầu tôi uống được chén nhưng mà nó không phù hợp. Tôi thấy gì mà bỏ 5-6 cái trứng gà, 9 cái trứng gà gì vô trong đó tôi nói uống à. Thì tôi cũng không nói vợ tôi và tôi âm thầm gần như là không có uống. Mà mấy anh em á, là kể cả mấy anh em y sĩ đều nói không nên chút, tại vì cái mình phải tuân thủ theo cái điều trị của bác sĩ. Mà tôi thì có cái tật là hút thuốc rất là nhiều, kể cả tôi bệnh vậy đó, về nhà là bệnh vậy chứ mà tôi cũng vẫn trong bệnh viện nhiều lúc cũng lén lén xuống dưới làm mấy điếu, hút thuốc rất là nhiều. Nên khi hút thuốc vào thì nó ho, thì tự nhiên cái có một cái cậu tắm khỏe đi cùng cái cô nào mà chuyên môn dẫn mối đi qua bên Nhật để gọi là rửa phổi gì đó, nói tôi bây giờ là để giới thiệu cho tôi đi rửa phổi. Thì anh em Chợ Rẫy khuyên là không có được đi, anh cái phổi anh không có gì hết á. Thì sau khi tôi về xong thì bác sĩ Khang ở bệnh viện Đại học Y Dược quen với tôi, đi với anh Nghĩa Đất Quốc, thì đưa tôi vô trong Phạm Ngọc Thạch. Thì tôi gặp phó giám đốc và trưởng khoa, thì mấy anh rất là niềm nở khi tiếp tôi và kiểm tra tôi, nói anh có cái gì đâu. Thì mình cũng không tin nữa, cái mấy anh em Chợ Rẫy nói thôi vô em kiểm tra cho. Thì ban giám đốc Chợ Rẫy kêu vô kiểm tra thì vô cũng không có gì. Rồi xong rồi về thì cũng không yên tâm, anh em nó có một tiến sĩ về phổi rất là giỏi của bệnh viện Dược Pháp đó. Thì xuống kiểm tra bắt test hết các cái. Anh ra anh nói với tôi một câu rất là vui, anh nói phổi anh không có gì mà tôi biết nghe nói anh hút thuốc lá nhiều lắm, phổi anh em mình làm điếu đi. Thì kiểu cái này nói thật á, nhưng mà tôi nghe ở trong cái đó, những cái bức thư nó tự nhiên nó chạy ở trong cái tịnh độ cư sĩ á, là nói rằng là tôi là bị ung thư à, nên nó là nhờ Võ Hoàng Yên trị hết ung thư mà 6 thang thuốc mà thuốc Nam. Xin thưa với quý vị, tôi là trong cái cơ thể của tôi là không có cái chỉ số ung thư. Các bệnh viện biết hết, tôi cứ 3 tháng đến 6 tháng là tôi test một lần. Cái nguyên tắc của nó là đó. Mà người tôi thì nói thật sự ra bình thường rất là khỏe. Anh em ở nhân viên Đại Nam này và kể cả Bình Dương này ai cũng biết, khi tôi làm việc là một ngày có khi 20 tiếng. Những anh em mà trẻ trẻ mà chừng hăm mấy 30 tuổi mà đi theo tôi chừng cỡ 5-7 ngày là bệnh hết. Tôi mà có việc tôi làm cái này tôi nói thật sự, ngày đêm thì tôi ngủ chừng 4 tiếng rồi. Cả cái tỉnh này ai cũng biết là tôi làm việc thì khó nói. Và đời trời cho có một cái sức khỏe rất là đặc biệt. Nhưng mà tôi có một cái thiếu sót rất là lớn, đó là hút thuốc nhiều. Có hút thuốc nhiều tại vì công việc nó nhiều. Nên là rồi sau đó đó thì nói rằng là cho tôi mấy cái bịch gì thuốc nữa đó, mà biểu ngậm vô
nói trị được Covid rồi này kia. Tôi nói thôi, tôi không nói, tại vì mình sợ mất lòng người khác. Tôi dặn mấy cậu bảo vệ thôi, cái gì muốn ấy em bỏ hết đi. Hả? Cái gì mà nó không có nguồn gốc nó nguy hiểm lắm. À, tôi thì tôi tế nhị. À, tôi nói thật ra, nói cho tôi chơi với bác sĩ nhiều. Nên nếu khi là cái gì mà tôi cũng có phải có cái sự kiểm tra cho kỹ lưỡng. À, có cái tư vấn của bác sĩ thì tôi uống. Tôi không bao giờ uống cái gì tầm bậy hết. Nghe ai khen cái gì này bổ cái gì tôi không bao giờ. Và tôi là một có sức khỏe trời cho. Tôi cũng kể cho các bạn nghe là tình cờ tôi với vợ tôi, bây giờ còn bác sĩ Đặng Văn Phước gì đó, là trước đây là giám đốc của bệnh viện y học, bệnh viện đại học y dược, thì vợ chồng tôi bắt đi test cả một ngày luôn. Thì qua ngày hôm sau đến đọc kết quả, còn anh Phước đó, thì bà xã tôi thì cho to đồ mua thuốc rồi xong. Còn riêng tôi thì anh Phước hỏi ông đâu có hút thuốc không, thì tôi nói dạ cũng có chút đỉnh. Ông hỏi ngày bao nhiêu điếu, thì nói dạ ngày có 3-4 gói thôi. Thì anh trổ mắt lên như thế này, hỏi có uống rượu nữa, nếu có bạn bè vui thì cũng gỡ được nửa chai. Anh ngạc nhiên lắm, thì mình mới nói rằng ủa em bệnh gì nan y lắm mà sao anh Phước hỏi có bà xã mình, bữa đó cũng có bà xã mình, có vợ chồng anh Phước nữa. Thì anh nói rằng là lần đầu tiên mà cỡ tuổi của tôi mà cả cuộc đời ông làm bác sĩ mà ông khám cho tôi, test cho tôi mà ông không bán được viên thuốc nào hết. Đó là cái điều may mắn. À, trời cho vô sâu, vô vấn đề luôn. À, trời cho được có cái sức khỏe. Nên từ cái việc đó, đó tôi chỉ nói là người ta tung ra nào là tôi ung thư đồ này kia rồi là vợ tôi đi năn nỉ. Tôi thì cái bữa nghe cái bữa quay đó là sau khi bà xã tôi cho mượn tiền. À, tôi biết luôn, chuyển vào, tôi có nói tôi mà chuyển vào tài khoản Exim Bank để chuyển mua cái ngôi nhà. Chính đi mua ngôi nhà là vợ chồng tôi cũng có đi coi cùng với Võ Hoàng Yên, cậu Hùng giới thiệu giùm, và là tôi còn cho lính đó, set up giùm cái nhà. À, cái nhà mà nói là 18 tỷ mà vừa rồi cái chuyện đó. Đó là bà xã tôi á, là muốn giúp đỡ. Tại vì nghĩa, tôi cũng như các bạn ở đây, chúng ta bị ngộ nhận. Chúng ta ngộ nhận với một cái người gọi là thần y. Mà tôi á, là cái nguyện vọng của tôi là rất là muốn cứu người. Tôi làm được bao nhiêu á, ở cả tỉnh Bình Dương ai cũng biết. Tôi sống không có gì cho mình. Và tôi sống rất là đơn giản như anh bộ đội xưa sao bây giờ y vậy. Và lúc xúc nào cũng nghĩ muốn chia sẻ lại cho cộng đồng, đặc biệt là những người nghèo khổ. Nên là từ đó tôi thấy tôi bị ngộ nhận một lương y. Vợ chồng tôi cũng vậy. Nếu mà thật sự chữa được câm điếc như thế, tôi xây cho một cái trung tâm. Và xin thưa với các bạn, vợ tôi cho mượn hay là giúp đỡ gì đó hơn 200 tỷ. Chưa lớn bằng cái tôi đã cho. Nhưng mà sau đó tôi phát hiện tôi thu hồi lại hơn 600 tỷ đồng trị giá tài sản. Tôi cho đây là các bạn chắc nghe ở trên mạng đó, nhiều người nói về cái câu chuyện mà 10 ngôi chùa. Thì tôi muốn đền đáp lại, nếu thật sự chữa được cho ba tánh, và ngay bây giờ nếu có chứng giám của Bộ Y tế đi, của cơ quan chức năng, ngay bây giờ chúng ta ở trong đất nước có nhiều cái trường câm điếc, các cháu đang học ở trường. Tôi thèm khát lắm, tôi có khát vọng làm sao cho các cháu được trở về với người bình thường, được cứu ba cứu mẹ, được nghe được, không? Thì nếu mà lương y Võ Hoàng Yên nói là một thần y, kể cả ngồi cái đã có chữa được các cháu đi, ở trường ở tại Bình Dương chúng ta có 100, có một hơn 100 cháu, chữa xong đi tôi tặng thêm cho 200 tỷ nữa, tôi tặng thêm cho 200 tỷ nữa và có thể hơn nữa cũng được. Và nếu chữa hết dùm cho các cháu trường câm điếc trong đất nước Việt Nam này đi, nên tôi sau đó tôi hoài nghi mà tôi đánh một cái dấu hỏi ngay sau khi tôi biết Võ Hoàng Yên, thì tôi hoài nghi tại sao một lương y nói mình đi làm từ thiện. Đất nước Việt Nam rất là nhiều trường câm điếc, với một cái lương y mà nói mình làm thánh thiện, không đợi các cháu đi tìm mình đâu, mình phải đi tìm đến đó để mình chia sẻ, để mình cứu các cháu, mình đưa các cháu về với một cái đời sống bình thường như người khác. Là bắt đầu tôi đánh nhiều dấu hỏi lắm, và sau đó bắt đầu trong đầu tôi là lúc nào cũng có câu hỏi và tôi theo luôn. Thưa các bạn là tôi theo luôn, theo kể cả chuyện đi chữa bệnh. Tôi kéo lưỡi thì tôi thật tôi cũng còn clip. Tôi kéo lưỡi xong, các cháu cũng, tôi kêu một, các cháu cũng một, vì các cháu nó nhìn vô khẩu hình của mình. Nhưng mà xong đó rồi thôi. Và tôi tin chắc rằng tất cả các bạn ngồi trong hội trường này, ai cũng làm được cái điều đó hết. Cũng kéo lưỡi ra thì nhìn khẩu hình cũng nói được 1, 2, 3, 4 hết. Đó. Nên là cái chuyện này là sau khi mà tôi nhờ cái tánh tò mò của tôi mà tôi thắc mắc
nó là tôi trải nghiệm và tôi đi tìm và tôi còn lại clip hết, mà không biết anh nào quay đó gửi lại cho tôi hết ở trong cái điện thoại của tôi. Và nó là một cái điều cũng nhờ cái sự may mắn đó thì phải nói là nó đem lại cho tôi là nhiều cái điều mà hiểu biết, dù mình có một chút sai lầm nhưng mà mình đi tìm sự thật để trả lại một cái sự công bằng cho xã hội, để tránh cái sự ngộ nhận, để không ai bị lừa nữa thì rất mừng. Còn cái chuyện bệnh ung thư đồ này kia chắc là hư cấu lên một cái câu chuyện nghe cho nó dữ dằn, để coi như giống như là vợ chồng tôi là cái người vô ơn. Cả bác sĩ anh em chợ đẩy ai cũng biết, lúc tôi bệnh là anh em bác sĩ ngày nào cũng tới nhà để thăm tôi. Thôi bây giờ như thế này, Hằng cũng chia sẻ thêm với quý vị những cái vấn đề chính, mà mình cứ nói những cái vấn đề chính thì cho nó rõ. Có một cái điều lạ là quý vị biết không, khi mà Hằng ngộ ra đó là ông Võ Hoàng Yên chơi với Hằng với anh Dũng, cả hai vợ chồng. Nhưng đặc biệt là anh Dũng không bao giờ dám mượn tiền anh Dũng, mà ông khoe với anh Dũng ông có 300 tỷ, 500 tỷ, cả trăm triệu đô. Nhưng mà riêng với Hằng thì than thân than khổ. Quý vị thấy không, khi mà Hằng nghĩ ra là tại sao ông Yên chơi với anh Dũng, đàn ông với nhau thì dễ nói với nhau, mà tại sao ông Yên không nói, mà ông Yên cứ kể khổ kể than. Thật sự quý vị là khi mà Hằng nghe ông Yên nói rằng là ông Yên xây chùa đổ nợ, Hằng cũng rất là xót, rất là cảm động khi mà ông nói là tất cả những gì ông sống vì bá tánh. Thì một tí đây quý vị sẽ nghe hai con người, hai một cặp vợ chồng này là người đã bị ông cướp cái ngôi chùa đó. Và cái chùa xây có 5 tỷ đồng thôi quý vị. Và ông nói rằng xây mấy chục tỷ để rồi đổ nợ. Thì ông đem cái câu chuyện đó, ông đi ăn mày khắp nơi. Đó là cái câu chuyện mà phải gọi là quá cao thủ. Thì bây giờ chúng tôi sẽ trở lại cái vấn đề chính là vấn đề 200 tỷ. Thì anh Dũng... Dạ, xin hỏi thêm một cái khúc mắc nữa mà cũng rất là nhiều người có ý kiến phản biện. Rằng là có ý kiến cho rằng là việc vỡ lỡ như hôm nay, cái chuyện mối quan hệ giữa vợ chồng bà và Võ Hoàng Yên là do vì làm ăn, có làm ăn chia chác với nhau không đều. Thì ý kiến của ông bà về cái dư luận này như thế nào? Để cái này anh nói cho. Xin thưa với quý vị, tôi dám chắc rằng trong giới doanh nhân và kể cả Bình Dương này, ai cũng biết tôi, hồi giờ tôi làm mình gì, làm cặm cụi mình tôi không có hùng với ai hết. Vì cái cá tính tôi thích làm, không thích là tôi nghỉ, tôi đi chơi. Rồi làm được thì tôi cho hết xã hội. Mà nếu mà người ta hùng vô với tôi không, mà tôi đem đi cho thì chắc tôi bị đòn. Và cái thứ hai nữa, tôi biết Võ Hoàng Yên là vào ngày 27 tháng 7 năm 2019. Tôi không có quen biết gì với ông này hết. Mà thông qua đài truyền hình của Bình Dương thực hiện cái chương trình san sẻ yêu thương, nên là muốn mượn cái chỗ Đại Nam để chữa bệnh. Thì tôi, bà xã tôi có hỏi, rồi anh em hỏi thì tôi nói người ta mượn mà để chữa bệnh thì tốt quá, cho người ta mượn chữa bệnh đó. Rồi từ cái chuyện á chữa bệnh đó mới biết Võ Hoàng Yên đó. Và đối với Võ Hoàng Yên là sau khi chữa bệnh xong, tôi nghe anh Thanh phó tổng giám đốc công ty của phần Đại Nam báo đầu với bà xã tôi là xin mua mấy lô đất ở trên Bình Phước. Là lúc đó là tất cả các cái khu của tôi là tôi làm xong hết rồi. Đó, dự án khu dân cư Bình Phước là tôi làm từ năm 2006. Xin thưa các bạn, còn mười mấy năm nay tôi không có mua thêm mấy vùng đất nào. Dự án khu dân cư Đại Nam ở tại Bình Dương là tôi làm từ năm 2004. Và đất đai đó đến giờ này tôi cũng chưa có nhu cầu để bán. Thì lên xin mua thì bà xã tôi duyệt để xin giảm giá 30% gì đó. Anh Thanh báo cáo thì bà xã hỏi tôi nói thì anh sau đó thì không có mua bán gì, nói tóm lại là không có mua bán gì. Rồi đặt cọc được đâu 500 triệu đó, không có đáng gì đó. Mà thật sự là tôi không có nhu cầu, mọi cái tôi làm ở đó của hai khu dân cư này ở Bình Phước là để chuẩn bị cho một cái làn sóng đầu tư rất là lớn về công nghiệp vào Bình Phước, tại vì Bình Dương hết đất và những cái đường cao tốc đấu nối về trục lộ giao thông, và nó sẽ có một cái bùng phát về công nghiệp ở tại tỉnh Bình Phước, ở cái vùng chân thành, thì nó giống như Dĩ An ngày xưa. Nên cái lúc mà động thổ trên đó là tôi cũng có dự báo trước về cái tình hình phát triển, mà hiện nay là thật sự là trên đó là hiện nay công nghiệp phát triển rất là nóng,
mà Bình Phước cũng đưa vào được ở trong cái vùng kinh tế trọng điểm, chung quanh khu dân cư thì khu công nghiệp bao bọc. Và về kiến thức về kinh tế đó, nếu kiến thức mà lừa lọc không dối trá thì thôi tôi xin kêu bằng sư phụ nói giáo nghiên, còn kiến thức về kinh tế thì thật sự không đáng cậu học trò tôi đâu, chứ đừng nói tôi hùng hạp làm ăn không. Tôi là cái người chỉ có cho đi, vì tôi bị ngộ nhận ở chỗ những cái truyền thông về vấn đề những cái clip mà đưa lên chữa bệnh y như một thần, gọi là thần thánh đó, rất là xảo thuật. Nên chính từ cái đó là tôi nói nếu mà chữa được như thế, tôi xây cho một cái trung tâm và tôi sẵn sàng cho cả hàng ngàn tỷ để thực hiện cho ước nguyện đi xây 10 cái chùa. Không, và tất cả là những cái đệ tử ông đuôi hết để ở đó để làm việc chỉ một điều duy nhất là chữa bệnh, cứu người, không được lấy tiền. Và tôi làm coi như đó, tại vì hiện nay nói thưa với các bạn, tôi có cái chương trình gọi là Trái Tim Hằng Hữu, là tôi làm với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi thành phố và Đa khoa Đà Nẵng, rất là tốt. Thì tôi coi cái việc đó cũng giống như cái việc là tôi trả cái công lao, tôi thay mặt cho ba tánh tôi đền đáp lại. Nếu chữa được bệnh, đó là tôi cho có điều kiện là để đi như những cái clip như truyền thông đưa. Và tất cả chúng ta đây gần như bị ngộ nhận về vấn đề là dựng lên một cái thần y kinh hoàng như thế đó. Và sau đó tôi phát hiện ra là không có, khi mà đi xin để thành lập đăng ký ở trên đó, đó cái chỗ mà để gọi là phòng khám đông y thôi, không có một cái giấy tờ gì để đăng ký được hết đối với Sở Y tế Bình Phước. Và sau đó tôi dự mượn một cái bằng bác sĩ của trường y để đi đăng ký, và không có một ai có cái giấy tờ gì để hành nghề gọi là đăng ký được để gọi là đi khám đông y và chữa bệnh đông y hết. Và bắt đầu tôi nghi ngờ, và sau đó hàng loạt cái tôi phát hiện ra. Thì tôi, và lúc đó mà khi mà tôi cho tài sản xong thì bắt đầu là nói với tôi là sợ không kham nổi cái chuyện chữa bệnh ở tại trung tâm, và tôi dừng lại cái chuyện tôi không xây, và tôi thu hồi cái tài sản tôi đã cho lại. Cái tài sản đó lúc đó tôi cho đó là riêng tôi không á, là khoảng cỡ trị giá khoảng cỡ 600 tỷ, nhưng mà tôi thu hồi lại kịp thời, phát hiện là tôi đã thu hồi kịp thời. Thì tôi nói rằng tôi cho cái này là để coi tôi thay mặt ba tánh để chữa bệnh cho ba tánh, nếu không chữa được và tôi không có làm ăn gì với Võ Hoàng Yên hết. Phải nói là đối với Võ Hoàng Yên là không có làm ăn gì, mà tất cả những cái gì tôi làm á, xin lỗi á, từ hồi xưa giờ tôi làm kinh tế và tôi không có chung đụng với ai hết, vì tôi có một cái cá tính rất là khác đó, nên cũng nói rõ với tất cả các anh chị đây như thế đó, chứ đừng có nói tôi làm ăn rồi chia chác. Rồi tôi nghe có dư luận rằng nói tôi lợi dụng vào cái uy tín của Võ Hoàng Yên để đi gọi là gì trục lợi mấy ngàn tỷ đó. Nghe tôi thôi bây giờ tôi. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề chính đi. Thì phải nói một điều là nếu mà nói một cách công tâm nhất, thì cái số tiền mà ông Võ Hoàng Yên lừa tôi trên cái pháp lý mà chuyển tiền bằng có tài khoản OCB, ngân hàng, SCB xác nhận, thì số tiền nó đã là 164 tỷ. Và cái số tiền mà tôi giao dịch bằng tiền mặt với ổng thì hiện nay nếu mà tính cộng lại và những cái gì tôi đã cho gia đình của ổng, học trò của ổng, thì số tiền nó là trên 220 tỷ. Tôi đoán không sai. Nhưng mà ngày hôm nay thì em muốn chính anh nói. Thì sau khi là những cái tài sản mà thu hồi lại đó, là riêng đất đai không, là tôi thu hồi lại vào, tôi nhớ không nhầm là ngày 19 tháng 5 là tôi đã thu hồi lại sau khi tôi phát hiện ra và muốn bỏ chạy, thì tôi thu hồi kịp thời. Còn cái số tiền mà bà xã tôi trước đây chuyển thì cho mượn thì có hỏi ý kiến tôi, thì tôi nói nếu mà cậu ấy mà xây dựng chùa chiền đồ mà thiếu nợ thế đồ thì thôi em cứ cho mượn đó. Thì cái chuyện mà mở tài khoản tại SCB tôi biết, tại vì ngày đó tôi có ra ngân hàng để tôi làm một số việc, nên là thì tiền mà kể cả mua cái nhà bên quận 2 là tiền đó cũng bà xã tôi cho mượn để chuyển vào tài khoản của SCB và từ đó chuyển đi mua nhà. Và cái chuyện của bà xã tôi á, không cho mượn tiền tôi biết,
đó. Nên mạng nhiều lúc ở trên mạng đó là họ cũng hư cấu lên, nào là giống như là bà tôi không biết gì. Nhưng mà sau khi mà đến tháng ngày, đến sau cái đợt mà đi Bến Tre mà tôi đã giúp cho bà con Bến Tre mà lọc nước đó, đi chung đó, là bắt đầu tôi ngồi tôi nói chuyện là tôi khai thác tôi mớm là tôi biết tay này á không đơn giản lợi dụng đó. Là tôi về có nói bà thì bắt đầu á là chỉ còn cái số tiền mà chuyển nhiều là vào hình như hai cuối 2019 đó. Bà xã tôi có nói với tôi à, chứ không phải là một mình bà xã tôi biết. Và cái công việc này thì vợ chồng tôi có trao đổi mấy ngày nay, phải nói là không phải một mình bà xã tôi bị ngộ nhận và bị lừa, mà cả đất nước chúng ta bị lừa, cả xã hội bị lừa, cơ quan truyền thông cũng bị lừa, ngành y tế cũng bị lừa, mà không phải lừa đất nước Việt Nam chúng ta không, mà lừa cả quốc tế. Những cái quốc gia mà có một nền y học văn minh giống như kể cả là Australia, Úc, Mỹ, thấy không? Kể cả châu Âu còn bị lừa. Phải nói là gần như đó, là chúng ta bị lừa, thấy không? Nên tôi nói bà xã tôi á, tôi coi những cái clip mà của những cụ bà, những anh ngồi trên xe lăn mà bị lừa 30 triệu. Đó, thì chính ra cái của bà xã tôi bị lừa, thật sự so với những người đó, cái tỷ lệ so với không lớn. Trong khi người ta nghèo, người ta không có gì mà người ta bị lừa 30 triệu hay là đi mua cái phiếu 5-10 triệu mà mất cả hàng 10 ngày để đến đó. Thì vợ chồng có bàn bạc thì nếu mà đi lấy lại cái tiền đó, thấy không? Thì thay bằng á, mình có thêm 200 tỷ đó cũng như mình làm từ thiện, về cũng làm từ thiện. Nhưng mà hiện nay nè, những cái người mà bị khổ cực đó đó, những cái anh mà ngồi trên xe lăn đó đó, rồi có những cái trường hợp mà tức là những cái bà cụ á, những cái anh, con anh tên là Võ Hoàng Cấm cũng bị, nhiều người bị lắm. Tức là họ cái một cái xảo thuật rất là kinh, là ví dụ đi chữa bệnh ở Quảng Ngãi thì không bán vé cho người dân Quảng Ngãi mà chỉ phát phiếu và tạo hiệu ứng cho đông người, nhưng mà bán vé người xa, ở xứ thật xa đến. Hôm có cái clip mà phỏng vấn ở tại trường Câm Điếc ấy, là cũng như thế, chữa thành phố Hồ Chí Minh đây xuống. Thì vợ chồng có bàn với nhau thì nói với bà xã tôi thôi, có lấy thêm cái 200 tỷ đó về thì mình cũng đem cho xã hội, thì biết bao nhiêu người, người dân nghèo khổ mà người ta là nạn nhân mà mình lấy rồi họ nay mai họ đi đòi thì lấy gì họ lấy, thì nên nhường lại theo vợ chồng tôi. Thôi bà thì chốt để lại như thế này, vợ tôi nói tiếp. Em nói đi. Thôi thì mình chốt lại như thế này, là cái 200 tỷ ông Võ Hoàng Yên lừa tôi sẽ từ chối không nhận, để cho những người mà đã bị ông Yên lừa đảo có cơ hội để nhận lại. Đó là những gì mà tôi một lần nữa dành cho xã hội. Và kính thưa quý vị, là thật sự ra mà nói là tất cả những gì tôi làm vì cộng đồng, cho nên cái số tiền này là tiền của cá nhân tôi, chứ không phải là tiền của công ty, mà cũng không phải là tiền của anh Dũng. Tiền này là tiền cá nhân tôi và vợ chồng tôi cho đến giờ phút này vẫn là tài chính độc lập. Cho nên tôi một lần nữa để khẳng định quý vị rằng tôi đã dám chơi một cái cuộc chơi này là chơi cho cộng đồng. Và tôi sẽ từ chối nhận 200 tỷ này. Tôi chỉ đưa đúng cái câu chuyện 8 tỷ 2 mà ông Võ Hoàng Yên đi cứu trợ lũ lụt là một cái minh chứng cho cái sự lừa đảo đó, để mà rồi còn nhiều người bị lừa đảo nói tiếp theo để mà làm rõ cái câu chuyện này. Cho nên đây là một cái cơ hội mà tất cả những người đã bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo có thể đến cơ quan pháp luật và thậm chí đến tận nhà ổng để đòi lại số tiền đó. Cái đó là cái mà tôi có thể là hy sinh một lần nữa dành cho cộng đồng đó quý vị. Xin được cảm ơn những chia sẻ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài câu hỏi của một nhà báo đến từ báo Sài Gòn Giải Phóng. Xin mời nhà báo ạ. Tôi tên Phong, tôi đến từ báo Sài Gòn Giải Phóng. Hiện nay tôi đang phụ trách cái văn phòng đại diện báo khu vực Đông Nam Bộ. Tôi xin có hai cái câu hỏi dành cho bà Phương Hằng. Qua các chia sẻ của ông Huỳnh Dũng cũng như bà Phương Hằng thì đúng là
không riêng tôi mà một số đồng nghiệp cũng là hiểu ra được cái vì sao nó có cái cơ sự hay có cái nguyên do mà dẫn đến có cái sự mà là ủng hộ là tiền mà nó nhiều cho cái ông Lương Y như thế, thì tôi hiểu rồi. Thì có nghĩa là có cái sự ngộ nhận như anh Dũng mới nói, và xuất phát từ cái tấm lòng thiện nguyện, anh muốn là nếu giả sử mà ông này không có cái khả năng chữa bệnh mà tài giỏi hơn người, thì sẵn sàng là bỏ ra một số tiền rất lớn để giúp cho các cháu cầm điếc. Thì tôi cũng hiểu được cái vấn đề. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua thì có một cái thắc mắc, có bạn đọc thắc mắc rằng là trong một cái thời gian mà ủng hộ rất nhiều tiền cho cái ông Yên như thế, thì bạn đọc thắc mắc rằng là như vậy thì có thể tách bạch được là cái tiền nào là ủng hộ từ thiện và tiền nào là tiền cho ông Yên và người nhà của ông Yên hay không, là cái câu hỏi thứ nhất. Bởi vì cái này cũng cần tách bạch ra, bởi vì ông bà có nói là thương nhau của áo cũng tròn, có khi lúc đầu thì là gọi là vô điều kiện, nhưng mà sau này giả sử những cái đồng tiền mình ủng hộ từ thiện mà bây giờ mình lấy lại hay mình có cái gì đó thì đối với đó cũng không ổn. Và cái câu hỏi thứ hai thì từ khi nào thì bà phát hiện ra là ông Nguyên có dấu hiệu lừa gạt mờ ám. Lừa gạt ở đây thứ nhất là về khả năng chữa bệnh, là khả năng tần y, có nghĩa khả năng chuyên môn. Và cái lừa gạt thứ hai, cái yếu tố thứ hai đó là tiền bạc. Tôi xin nhắc lại câu hỏi là từ khi nào thì bà Hằng phát hiện ra có dấu hiệu mờ ám lừa gạt về khả năng chuyên môn cũng như là khả năng tiền bạc của ông Nguyên. Xin hết câu hỏi. Cảm ơn anh. Đã hỏi hai câu hỏi rất là trọng điểm. Thì kính thưa quý vị, đầu tiên là ông Võ Hoàng Yên đặt vấn đề là vay mượn. Vì ông ấy nói rằng là ông ấy đi chữa bệnh và ông ấy xây chùa đổ nợ và ông ấy thiếu rất nhiều người. Cho nên là ông ấy có rất là nhiều sổ đỏ, và tôi đã từng nói với quý vị rằng là ông xách cả vali sổ đỏ bỏ nhà tôi. Ông ấy đặt vấn đề là mượn tiền rồi sau khi đó bán được đất sẽ trả tiền, hoặc viết giấy nợ hoặc là giao sổ đỏ. Thì ông ấy nói với tôi rằng ông ấy rất thiếu rất nhiều người, cho nên ông ấy đã cho tôi rất nhiều tài khoản. Mà sau này tôi phát hiện ra đó là một tập đoàn lừa đảo, là nào là cha vợ, em vợ, cháu vợ, em rể, chị ruột, em ruột, cháu ruột, tất cả học trò của ổng, và kể cả những người mà ổng có nợ thật nhưng mà cái số nợ đó không đáng. Thì cho nên tôi mới gọi là một tập đoàn lừa đảo. Có nghĩa là tôi đã thỏa thuận với ông ấy cho ông ấy mượn 100 tỷ đầu tiên. Khi đồng ý tôi thỏa thuận 100 tỷ đó rồi thì ổng chỉ cho tôi bất cứ một cái địa chỉ nào thì tôi đều chuyển vô, bởi vì tôi đã thỏa thuận cho ông ấy mượn nhưng tôi không có cần phải cầm sổ đỏ, và tôi cũng chẳng cần một cái tờ giấy nợ nào hết, vì tôi nghĩ là anh hùng trọng anh hùng. Ổng là người tử tế, tôi cũng là người tử tế, ổng đi làm thiện, tôi cũng là người đi làm thiện. Cho nên là sau khi tôi phát hiện ra đây là một tập đoàn lừa đảo, là từ đầu tiên là từ ông cha vợ mà ổng nói là chủ nợ. Khi tôi phát hiện ra ông đó không phải là chủ nợ mà là cha vợ, thì đó là một cái bắt đầu tôi hoài nghi. Tôi hoài nghi rồi bắt đầu tôi mới tiếp cận cái gia đình, thì từ những người em, người cha của ông Yên mới nói cho tôi biết rằng là tất cả đều là lừa dối hết. Rồi khi mà tôi ông Yên nói rằng học trò ổng đi làm với ổng mười mấy năm trời cũng không có cái gì, thì tôi lại cho mỗi người một cái nền đất. Thì khi mà làm sổ đỏ đó, thì có những cái tên nó trùng với cái tên tôi chuyển tiền. Thì tôi mới phát hiện ra tại sao tôi mang máng, rồi sau đó tôi mới sao kê trong ngân hàng ra, và tôi cập nhật cái danh sách mà ông Yên đưa tên cho tôi để mà tôi tặng những cái sổ đỏ đó. Thì tôi mới phát hiện ra đây là một cái tổ chức lừa đảo. Và tất cả những cái gì mà tôi biết ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh không được là từ cha ông Võ Hoàng Yên, từ em của ông Võ Hoàng Yên nói với tôi rằng là cam đoan 100% là không chữa được, vì có một người chữa tới 9 lần mà vẫn không được. Mà lúc đó tôi hoài nghi lắm, bởi vì tôi cũng như quý vị thần tượng ổng, nghĩ rằng là ổng làm những cái mà thậm chí là ổng xảo thuật đó nữa, mà mình nhìn thấy rất là rõ ràng, thấy tận mắt luôn. Cho nên là không phải một mình tôi mà cả thế giới lầm. Cho nên là đây là một trong những cái điều mà có nghĩa là không thể gì mà phát hiện được ông Võ Hoàng Yên là một cái tai mà nghĩa là che được cả bầu trời. Đó cho nên là chính những cái người thân trong gia đình ông Võ Hoàng Yên nói với tôi bán tính bán nghi và tôi đi tìm hiểu, thì chính ông Võ Hoàng Yên nói tôi là thằng đấy là thằng lừa đảo. Nó làm gì chữa được bệnh ai? Có một đứa 7, 8, 9 lần
nó kéo hoài cái lưỡi con mà ta tét lên tét xuống mà không hề nói ra được. Thì con cứ tin là cha nói đúng đi, vì lúc đó là gia đình của ông Võ Hoàng Yên thương tôi là bởi vì tôi rất là thật. Cha ông Võ Hoàng Yên và hai đứa em trai là đều có một cái tâm rất là tốt. Nói với tôi, trong gia đình ông Võ Hoàng Yên có hai phe, cho nên những gì tôi nói với quý vị, nói trước cộng đồng, trước sau như một, và tôi không hề nói dối một cái điều gì mà làm ảnh hưởng. Nếu như từ trước tới nay mà tôi nói một điều gì mà không đúng về ông Võ Hoàng Yên, thì lập tức luật sư của ông đã không để cho tôi ngồi yên, để mà hôm nay mỗi ngày tôi đều vạch trần ra sự thật. Và tất cả mọi người đang từ từ hé lộ ra tất cả những sự lừa dối của ông. Bởi vì ông có luật sư, ông có Thừa Phát Lại và ông có cả một đội truyền thông. Cho nên không dễ gì mà ông Võ Hoàng Yên ngồi yên mà nằm yên mà để mà một Nguyễn Phương Hằng của tôi lên tiếng mà tấn công ổng. Tôi không phải tấn công ổng là bởi vì quyền lợi cá nhân tôi, nhưng tôi muốn chứng minh cho cộng đồng thấy là đâu là sự thật. Vì cái truyền thông của ông Võ Hoàng Yên á, quý vị có biết ổng còn nói với tôi á, là sau cái máy bay Boeing mà ở bên Malaysia rơi á, thì ổng vô từ khóa là ổng nhất thế giới. Rồi khi cái máy bay đó rơi, ổng mới xuống cái tầm thứ hai là bởi vì Võ Hoàng Yên là dày đặc trên YouTube. Ổng tự hào đến cái mức mà trên truyền thông là ổng là số 1. Cho nên quý vị thấy rằng là 2 tuần lễ nay một mình tôi độc diễn mà ông Võ Hoàng Yên không hề lên tiếng, là bởi vì tôi nắm thóp ổng quá rõ rồi. Cho nên không có lý do gì mà ổng nhịn tôi, nhưng ổng không thể làm gì được tôi. Bởi vì tôi nói với ổng cái lá gan tôi rất là lớn, mà tôi đã chơi là chơi tới tận cùng, không bao giờ tôi bỏ cuộc. Vì cái sự lương thiện trong con người tôi nó mãnh liệt lắm. Không phải cho tôi, mà cho tất cả những bệnh nhân mà tôi đã nhìn thấy, họ khổ đau, họ nợ nần, họ lê lết để chờ gặp ổng. Rồi khi mà sự việc đổ ra thì quý vị thấy rằng ông đã đối xử với bệnh nhân thế nào, gia đình ông như thế nào, tất cả mọi thứ. Tôi chỉ mong một điều duy nhất mà ngày hôm nay ngồi trước tất cả báo giới là đừng bao giờ tin ông Võ Hoàng Yên nữa. Còn tiền tôi đã coi như là tạm thời là tôi nhường lại hết cho tất cả những người đã bị ông Võ Hoàng Yên lừa. Thì ông nói với tôi rằng ông có tiền trả cho tôi thì ông phải trả lại cho tất cả những người ông đã lừa dối. Đó là sự tử tế của tôi dành cho cộng đồng. Cảm ơn hai câu hỏi của anh. Vâng, tiếp theo chúng ta cùng đến với câu hỏi. Xin mời anh. Dạ thưa, tôi ở bên phố Bô Sa TV đó. Dạ, xin phép chút xíu để tôi nói máy qua bên anh Lân. Ok anh Lân. Tới giờ. Dạ, nghe rõ chưa? Nghe rõ anh. Dạ, xin chào bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là ông Huỳnh Huy Dũng. Tôi xin được đặt câu hỏi từ phố Bô Sa TV. Dạ, nghe rõ chưa? Dạ, chào anh Lân ạ. Chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình trên phố Bô Sa TV ạ. Thì xin đặt câu hỏi ra đây. Dạ, câu hỏi được đặt ra là, xin lỗi nha. Dạ, nó bị dội tiếng ồn mà. Dạ. Dạ. Xin được đặt câu hỏi đó là, có nhiều người nói rằng với thực tế ông Võ Hoàng Yên hoạt động công khai và rộng rãi từ trong ra ngoài nước trong nhiều năm qua thì không thể không có sự giúp đỡ tạo điều kiện từ những người có thế lực, có thể có cả những quan chức của nhà nước Việt Nam. Vậy thì với quyết tâm tố cáo và lột trần ông Võ Hoàng Yên như ông bà tuyên bố trong thời gian qua và mới trong ngày hôm nay nữa đó, thì ông bà có nghĩ tới và có sẵn sàng đối phó tới cùng nếu gặp phải những thế lực đó hay không? Xin hết. Xin thưa câu hỏi của anh Lân, tôi xin thay mặt cho bà xã tôi sẽ trả lời câu này. Tôi thì hồi xưa giờ tôi làm cái gì mà lẽ phải á, thì tôi cứ đi tìm sự thật. Mà đến giờ này cũng được lột trần cái sự thật này ra trước công chúng rồi.
và chúng ta không bị ngộ nhận nữa. Và ngay cả tôi nói với anh là ngay cả ở đất nước Việt Nam, mà ngay cả một cái quốc gia mà có một cái nền y học tiên tiến như Mỹ, có một luật lệ rất là chặt chẽ, mà họ còn vẫn qua tại Mỹ, vẫn múa được ở tại nước Mỹ và vẫn điều trị ở nước Mỹ. Và tôi có coi một cái clip mà hình như của bên Anh phỏng vấn là kể cả chết người nữa, chết một người của một cái em mà con của chị Lộc gì đó, mà tôi thấy anh đưa lên trên TV của anh. Thì phải nói đó là đây là một cái tay rất là, tôi đã từng gọi là, tôi dùng cái từ là mặt dày tâm đen, dày đến nỗi mà gọi là vô hình, mà đen đến nỗi vô sắc. Và hôm trước tôi có nói một cái câu hay đùa, tôi nói nếu là sau này có bầu một ông thánh mà thánh lừa, hay là ông tổ của ngành lừa đảo mà để cái ngành này sau này người ta cúng tổ, thì tôi nghĩ chắc là cũng nên nhận cái nhân vật này để làm ông tổ. Vì người ta lừa hết được các cái cơ quan, các cái cơ quan từ truyền thông, ngay cả ở bên đó tôi thấy ở bên Mỹ cũng đưa những cái clip mà phải nói là rất là xảo thực, cũng ca ngợi ngay giữa những bác sĩ giỏi, những một cái nền y học như thế. Thì tôi nghĩ rằng ở đây là chẳng qua là một cái xảo thuật, chứ không ai đi bảo vệ của một cái tên lừa đảo như thế hết. Tôi dám chắc rằng ngành y tế nhiều lúc chúng ta cũng ưa bị ngộ nhận, rồi xúm nhau, rồi là ỷ lại, rồi là... chứ còn nếu mà ngay cả ở Việt Nam cũng vậy, ở bên Mỹ cũng vậy, mà chữa bệnh như thế, ở nước Mỹ thì anh ít nhất cũng phải trình được giấy tờ, ví dụ như thế. Đó, nhưng mà họ qua mặt luôn. Tôi thấy chữa Mỹ nào là ở Texas nè, Houston nè, ở Úc nè, rồi ở Việt Nam nè. Nhiều lắm. Rất là nhiều nơi, mà kể cả là gây luôn hậu quả nghiêm trọng, gây hậu quả nghiêm trọng, kể cả gây chết người ở bên Mỹ. Và anh đã trực tiếp phỏng vấn việc đó mà anh thấy họ vẫn thoát thân. Thì tôi nghĩ rằng ví dụ như cái câu hỏi của anh thì có thể cho rằng là ở Việt Nam thì có thể dựa thế lực, nhưng mà ở Mỹ thì không lẽ cũng dựa vào thế lực, một cái nền y học như thế, một cái luật lệ như thế mà thay này vẫn qua mặt được đó. Thành ra kể cả một ông thị trưởng cũng đã từng khen ông Võ Hoàng Yên, một ông thị trưởng ở Mỹ. Tất cả chúng ta bị gọi là ăn quả lừa hết, kể cả cộng đồng, kể cả truyền thông, mà ngay cả vợ chồng tôi, chứ đừng nói tới là những người, phải nói là những bà mẹ, những người nghèo khổ, rồi là kể cả những anh em Việt Kiều ở bên đó, rồi tất cả chúng ta đều bị ngộ nhận và đều bị coi như lầm và bị lừa hết. Đó, nên là tôi chưa nghĩ đến chuyện một thế lực nào có thể mà gọi là bao che cho Võ Hoàng Yên mà từ Việt Nam mà qua tới Mỹ. Đó, hay là coi như là trên quốc tế này thì chắc là tôi nghĩ là không có đâu. Đó, không có thể nào mà lại ngay mà làm được cái việc đó tại nước Mỹ, hay làm được cái việc đó ở nước Úc và châu Âu. Thì cái câu chuyện này thì tôi cũng xin lặp lại một lần nữa để cho quý vị hiểu rõ hơn là tại sao tất cả chúng ta đều là nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên nhưng không ai dám đụng chạm. Tất cả những gì tôi nói là sự thật, bởi vì ông Võ Hoàng Yên luôn luôn mang thần thánh vô để đe dọa vào cái tâm hồn yếu đuối của chúng ta. Thứ nhất, thứ hai nữa là ông bảo là đụng vào ông là đụng vào bao nhiêu bệnh nhân câm điếc bại liệt. Có nghĩa là ông đưa hai cái thế lực đó vô để mà đối đầu với chúng ta. Thì khi một người mà có một chút lương thiện nghe xong là bao giờ cũng chịu là mình thua, kể cả mình bị lừa cũng phải chịu thua. Là bởi vì đụng vào thần thánh, đụng vào bá tánh. Đó là cái cao thủ của ông Võ Hoàng Yên mà tôi nhìn thấy được. Mà chính tôi là nạn nhân, ông cũng đem hai thứ đó ra ông hù tôi. Và ông đòi chết tại Đại Nam mà chết tại nhà tôi. Nhưng Nguyễn Phương Hằng tôi chơi tới cùng. Quý vị thấy không? Chứ nếu tôi cũng như những người nạn nhân yếu đuối thì không có câu chuyện ngày hôm nay vỡ ra một cái trận quá là linh đình như vậy, như thế này. Cũng mang thế lực ra, thế lực tâm linh ra, cũng mang bá tánh ra hù tôi. Và quý vị thấy không, một người đi xưng thần thánh mà khi cần quỳ là vẫn quỳ, khi bò ông vẫn bò, vì ông biết rằng là đi với ai phải sử dụng những cái chiêu nào. Đó là nghệ thuật của ông Võ Hoàng Yên. Nhưng riêng Nguyễn Phương Hằng tôi quyết chiến tới cùng vì cộng đồng. Nếu tôi không nói việc này ra cho quý vị
thì còn bao nhiêu nạn nhân tiếp tục bị ông đưa vào tường. Tôi có nói một cái xa tốt rất là vui nha quý vị. Chính ông Võ Hoàng Yên đưa tất cả bệnh nhân vào chân tường, nhưng tôi là người đi tìm chân lý. Cho nên cái chiêu của ổng lặp đi lặp lại rất là nhiều người, dù cho chúng ta là nạn nhân, chúng ta cũng không bao giờ dám đụng vào ổng. Rất thông minh, rất thông minh, rất bài bản, rất biết lòng người như thế nào. Và khi cần ổng dùng luôn vũ lực là giang hồ. Đây là một trong những cái mà sau cái câu chuyện này thì tôi cũng đề nghị cơ quan pháp luật phải vào cuộc. Không thể nào mà để cho ổng lộng hành, ổng dùng cả giang hồ sau khi lừa đảo người ta, không thấy hối hận, hối tiếc, không thấy một sự sám hối nào, mà lại dùng cả giang hồ uy hiếp luôn nhả những cả những người mà chuẩn bị ra tố cáo ổng. Thì đây là một tội ác mà rất là khó tha thứ, bởi vì tha thứ là một loại lương thiện, nhưng đối với Võ Hoàng Yên thì chúng ta không thể lương thiện được. Đúng không quý vị? Cho nên là chúng ta đã bị lầm mà anh Dũng vừa nói rằng là không phải đất nước chúng ta mà một cái đất nước tiên tiến còn bị ổng lừa. Kể cả một thị trường ở bên Mỹ còn đứng ra cầm micro khen ông Võ Hoàng Yên như một vị thánh. Thì thua rồi. Chắc có lẽ là tôi là khắc tinh của ông Võ Hoàng Yên, cho nên tôi mới đối đầu với ông ấy. Không ai có thể đụng vào ông ấy được. Thứ nhất, giang hồ ổng cũng có. Thứ hai, ổng cũng có những thế lực của ổng. Thứ ba, ổng luôn đem thần thánh ra. Thứ tư là ổng luôn đem bệnh nhân ra để áp đảo. Và cái quan trọng là mình không bao giờ biết ông Võ Hoàng Yên ở nơi nào để đi tìm. Ổng đi khắp nơi, không ai biết ổng ở nơi nào. Đây là một tổ chức lừa đảo. Dù cho quý vị có thương ghét gì tôi vẫn nói ông Yên là lừa đảo. Riêng bản thân tôi kết tội Võ Hoàng Yên lừa đảo. Còn có như thế nào nữa thì sẽ đợi cơ quan thứ ba sẽ trả lời trước tất cả quý vị. Và tôi cũng muốn nói thêm về chỗ anh Lân, là qua cái câu hỏi của anh hồi nãy thì tôi cũng muốn nói tay này rất là khôn ngoan, biết che đậy và né tránh, kể cả cái chuyện chữa bệnh thôi. Cái cách tổ chức chữa bệnh á, cũng gọi tôi dùng cái chữ là chữa chạy. Tại vì với một lương y mà chân chính á, mà khi mình làm được cái nghề đó, mà đặc biệt mình cứu được người, không ai đi chữa chạy kiểu đó hết. Ta định vị ở một nơi, ta thông báo cho mọi người biết, ai có cái bệnh đó, đến tôi chữa hết bệnh. Thấy không? Nhưng mà đây là chữa chạy. Tôi có coi một cái clip của một vị, của một nhà khoa học nằm trong Bộ Y tế, là cách đây 8-9 năm gì đó, có một cái hội nghị khoa học. Thì vị này chỉ đề nghị là về chữa cho một cái trường câm điếc ở Hà Nội hay gì ở ngoài miền Bắc. Thì Võ Hoàng Yên từ chối, không chữa. Đó là trước đây là kể cả ngành y tế cũng không phải đồng tình hết đâu. Nhưng mà rồi là có những bài báo trước đây viết là phản lại cái chuyện thần thánh qua đó. Nhưng mà sau đó là Võ Hoàng Yên có những cái cách sau đó dập tắt được hết, hèn nén được hết cái những cái bài báo. Nên là đây là một cái cách khôn ngoan, đó là khi chữa bệnh chữa chạy và không ai thấy và biết hiện nay Võ Hoàng Yên ở đâu và định vị ở đâu. Cứ như thế là không ai biết được, nên bây giờ là sau đó có muốn thắc mắc mình hết bệnh hay không hết bệnh gì cũng không biết đâu đi tìm. Và luôn luôn cái nơi chữa bệnh là có một sự dịch chuyển và không bao giờ định vị ở một chỗ để cho người khác biết. Đó là cái khôn ngoan mà tôi đã phát hiện được cái lúc mà tôi đi An Giang. Nên là bán phiếu thì bán ở chỗ khác, của người nơi khác đến cái nơi chữa. Và nơi địa phương ở đó không bán phiếu, ví dụ chữa như vừa rồi Quảng Ngãi thì Quảng Ngãi không bán phiếu đâu. Nhưng mà những cái người mà đi xe du lịch biển số lạ ở các tỉnh khác từ Hà Nội vô, hay là Sài Gòn ra, hay là Quy Nhơn vô, thì đó với là cái là trục lợi. Thì nói thêm nãy vợ tôi có nói là cái 200 tỷ mà bà xã tôi đã làm cái việc đó, thì đối với nãy báo Sài Gòn Giải Phóng có hội, thì trong đó có kể cả cái phần mà chúng tôi đau lòng nhất, mà khó chịu nhất, đó là cái tiền mà để hỗ trợ cho đồng bào của miền Trung thiên tai bão lụt, khi mà ra khánh thành cái chùa mà ở Quầy Hương An Tự mà vợ tôi phát tâm rồi vợ chồng tôi xây tặng cho đó. Thì bắt đầu trong cái báo cáo đó mới phát hiện ra là cái chuyện đó. Ở đây là tôi nói nè, lừa tiền. Thật sự cái đó nó 200 tỷ
Thì đối với cái sự nghiệp của chúng tôi hay là những công việc của chúng tôi thì cũng giống như một cái việc hành thiện đi. Nó không lớn bằng cái lừa cả xã hội này, lừa những cái bà mẹ đang đau khổ để hy vọng, tra tấn ta trong cái niềm hy vọng. Cứ hết ngày này, năm này một sự chờ đợi để rồi cầu mong rồi để có những người là đi đến ở cả hàng chục ngày, là cả hàng nửa tháng. Đó, rồi là lừa người ta không chữa được bệnh thì chúng ta công bố không chữa được bệnh. Rồi xong rồi chữa không được rồi là đổ qua, nào là nghiệp. Cũng như chùa nể mà mượn tiền bà xã tôi mà nói là lúc đầu mượn tiền nó trả nợ tiền chùa. Thì Tây này rất là khôn ngoan, xây một cái chùa lên là cứ dở dở gian gian lên như thế. Rồi bắt đầu đi kêu gọi, huy động khắp nơi. Cái nào xin được thì xin, xin không được thì mượn. Đó, rồi dùng cái tiền đó về là để đi mua đất, để kinh doanh. Đó, chút nữa là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị. Khi cái công việc của tôi, vợ chồng tôi thì không bao giờ mà tôi rơi được một miếng nước mắt nào khi cái sự kiện nó xảy ra mà mình biết được. Và đến giờ này phải nói là tôi rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc. Vợ chồng tôi phải nói là đây là một cái niềm hạnh phúc. Lúc đầu thì có một cú sốc, sốc một chút. Nhưng mà sau đó rất là hạnh phúc. Vì sao? Mình mất, cho rằng là mất đi 200 tỷ đi, nhưng mà mình đem lại một cái sự thật, giống như mình bỏ phí ra để mình đi tìm một cái sự thật. Con nhà tu Phật là cũng lấy trí tuệ để làm sự nghiệp, cũng đi tìm sự thật. Nhà khoa học cũng đi tìm sự thật. Và đến giờ đây xin công bố với các bạn ở đây đã tìm được sự thật. Sự thật đó là gì? Là lương y Võ Hoàng Yên không chữa được bệnh câm điếc. Tôi khẳng định một điều như thế. Để chi? Để cho nhân dân mình biết con mình bệnh, lỡ khiếm thính thì đến bệnh viện, nếu mà điếc ít thì đeo trợ thính vô. Khẳng định được một điều đó. Cái thứ hai là lợi dụng vào tâm linh, vào những cái chuyện nói rằng là nghiệp, nói rằng cửu quyền thất tổ vỡ, ông bà vỡ, rồi là bắt đầu dùng cái chữ nghiệp đó, dùng vào cái chữ hiếu hay là cái tình của gia đình, của ông bà tổ tiên hay của vợ chồng con cái để chi? Để trục lợi. Và đồng thời đưa ra chuyện là đưa tiền, tôi đang xây chùa để đưa vô đó, để giải cái nghiệp đó, để dẫn người ta vào con đường mê tín, dẫn vào cái lòng tin và vẫn vào cái chữ hiếu của từng cái gia đình, khai thác vô cái chữ hiếu của con người. Anh nói là cũng 10 tỷ chưa đủ, phải 15 tỷ mới chút đủ. Nữa, chút nữa có một nhân vật sống, đó là người này thì lớn tuổi hơn Võ Hoàng Yên khoảng 13 tuổi. Phải mời mời chú, mời cô chú lên sân khấu. Để anh nói hết. Lớn hơn khoảng 13 tuổi nhưng mà lại nhận Võ Hoàng Yên làm thầy và đặt pháp danh cho. Và người là trực tiếp xây cái ngôi chùa Hưng Nghĩa Tự ở tại Hàm Tân. Và cũng là cái người mà phải nói là tôi trước đây có nói đó, là đau khổ mà đến 5 năm nay, 5-6 năm nay mà cắn răng riết. Mà răng riết là không còn, còn có cái nấm không đó, là chỗ anh Tiến. Rồi vợ là chị Mỹ, là cái người mà trực tiếp cầm những cái món tiền của người ta ủng hộ chùa để đi mua 195 hecta cho Võ Hoàng Yên. Và người rất là có tài sản, có 1.700 mét vuông ở tại Thanh Đa và 19 hecta là ở tại Hàm Tân, mà rốt cuộc không nhận đồng bạc nào, mà nằm trong một cái bẫy mà ông thầy đi lấy của học trò. Rốt cuộc tôi coi trong cái giấy là bây giờ tự nhiên cái nợ Võ Hoàng Yên 24 tỷ sau, rồi xong lại thiếu nợ ngoài kia là 4-5 tỷ mấy nữa, rồi xong mất luôn là bao vây luôn cái miếng đất 19 mẫu ngoài kia. Phải nói đó chỉ là con người. Thì tôi là tôi nghĩ rằng trong cái chuyện mà 200 tỷ của vợ tôi nãy, là vợ tôi dừng lại để chi? Để trả cho những người như thế này, để trả cho những người còn nghèo khổ hơn thế này. Giống như cái anh, có một cái anh tên là anh Thắng, vận động trên khắp nơi để về làm cái trà, gọi là trà Võ Hoàng Yên, trà gì đó Võ Hoàng Yên. Thì bắt đầu huy động được 5 tỷ về làm cho anh này thân bại danh liệt luôn, rồi lấy tiền đó cũng đi mua đất đó. Rồi là coi như là anh này là khốn khổ mà bữa nay không lên đây được, tại vì hù dọa gì đó, có nhắn tin cho bà xã tôi không lên dự được, để coi như là anh có viết một cái thư kêu gọi trên chỗ cái Facebook đó, thì chút nữa anh sẽ nói. Thì nói chung ở đây là vợ chồng tôi trong cái thời gian qua cực khổ hơn một năm trời,
gần 1.5 năm, quen biết cỡ đó, thì đã cực khổ và đã đi tìm được sự thật, trả lại một sự công bằng, đặc biệt là cho xã hội, cho cộng đồng, cho nhân dân Việt Nam mình biết là trên thế gian này, trong đất nước của mình, không có một vị thần y mà chúng ta bị ngộ nhận như thế. Và thứ hai nữa là cũng giúp cho chúng ta biết được một cái bài học là chúng ta đừng lên mê tín. Muốn giải được nghiệp, chúng ta sống thánh thiện, hành thiện, đừng để người ta lợi dụng để trục lợi. Thứ ba nữa là chúng ta đừng có để cho người khác mà mượn đạo để tạo đời. Dựng lên chuyện xây chùa, dựng lên chuyện đi làm thiện, thì thôi chúng ta có lòng thành, thì chúng ta trực tiếp chúng ta làm. Hoặc là chúng ta làm phải có kiểm tra. Và tôi nghĩ rằng sau cái vụ của Võ Hoàng Yên, thì là đất nước chúng ta, đặc biệt là tôi muốn gửi gắm cho ngành y tế, thì sẽ có những là cái biện pháp, những cái thông tư, những cái nghị định để chế tài những cái người mà nó lợi dụng vào cái sự cả tin, lợi dụng vào cái lòng tốt, nhất là đồng bào khi thiên tai bão lũ khổ cực mà vận động vào đó để trục lợi cho cá nhân, hay là khi chữa bệnh không được là dùng những cái thân thể của người khác mà giống như tra tấn mà trục lợi trên cái sự đau khổ của người khác, những cái người bệnh đau mà lừa dối người ta như thế, thì có những cái biện pháp chế tài để chi, để nó đem lại một cái sự trong sạch ở trong một cái xã hội chúng ta, từ cái nghề thầy thuốc đến cái chuyện mà gọi là giả tu mượn đạo để tạo đời, và để cho đất nước chúng ta đừng có bị những cái nạn nhân của chúng ta, những người thành thật như chúng ta là bị người ta lừa đảo nữa. Đó là cái hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi, chứ không phải là cái hạnh phúc là đi đòi là 200 tỷ đó. Thì chúng tôi có thể lấy, chúng tôi lấy đã trước khi xảy ra sự việc. Nhưng mà muốn thôi để cái đó, biết bao nhiêu người nghèo khổ, họ đang chờ, họ đòi lại. Họ đòi lại thì thôi để nhường lại cho bá tánh, nhường lại cho cộng đồng xã hội. Rồi em xin, đỡ lời để cho các phóng viên một tí nữa mình có cơ hội mình khai thác. Có nghĩa là anh Thắng đó đưa cho ông Võ Hoàng Yên 5 tỷ để mà làm cái nhà máy trà. Thì ông Yên đã đưa cho vợ chồng anh Tiến đây để đi mua đất. Thì ở đây là tất cả các nhà báo đều có hết. Thì chúng ta có thể khai thác từ vợ chồng anh Tiến để biết rằng 5 tỷ của anh Thắng đó nó đi về đâu. Vì tội nghiệp anh ấy đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Mà hôm nay anh ấy không đến đây được là bởi vì ông Yên đã đưa cả giang hồ tới bao vây cái nhà của ông. Thì quý vị thấy là cái mức độ ở đây nó không còn ở nằm ở một cái sự mà tử tế nữa, mà nó đã đi quá xa rồi. Cho nên sẵn ở đây thì tôi đỡ lời luôn là quý vị có thể khai thác vợ chồng anh Tiến để mà biết rằng anh Thắng đó là ai, và vợ chồng anh Tiến là người cầm 5 tỷ đó để đi mua đất giùm cho ông Võ Hoàng Yên. Đây là một cái câu chuyện mà tôi dẫn chứng cho quý vị thấy xem, chứ không thôi là không có anh Thắng ở đây thì mình nói không hết câu chuyện thì cũng bất công cho anh ấy. Tôi cũng chẳng biết anh ấy là ai, nhưng mà qua cái tâm thương của anh ấy thì và qua sự hiểu biết của tôi mà vợ chồng anh Tiến đã nói, thì quý vị ở đây có thể khai thác cái câu chuyện của anh Thắng để giúp anh Thắng đòi lại cái công bằng, là bởi vì 200 tỷ của tôi đã từ chối. Thì đây là một cái cơ hội để cho mọi người đã từng bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo phải trả lại cho những người người ta đang rất cần. Đó là một sự thật mà tôi muốn có cái buổi họp báo hôm nay. Thì bây giờ thời gian thì cũng không phải là nhiều. Bây giờ đề nghị quý vị đặt nhiều câu hỏi liên tục. Tôi sẽ trả lời tất cả những cái gì mà vợ chồng tôi biết được. Mỗi người một hai câu hỏi thì tôi có thông báo rồi. Để mà chúng ta có thời gian nhanh hơn để mà khai thác nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời cũng như là chia sẻ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi của một khách mời đến từ Hà Nội. Anh không phải là nhà báo. Xin mời anh ạ. Xin chào doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Xin chào anh Huỳnh Uy Dũng. Tôi tên là Lê Tình. Tôi công tác tại Hà Nội. Tôi là cựu CEO của tập đoàn Chai-Si-Way, một tập đoàn nổi tiếng của Mỹ. Thì hiện tại thì tôi đã rất là ngưỡng mộ chị Hằng về tinh thần cầu tiến của chị. Tuy nhiên thì tôi đến đây không hỏi về vấn đề của ông Võ Hoàng Yên. Tôi có đọc một trang Facebook của chị có chia sẻ rằng là có thể hỏi về đời tư của chị một chút. Thì để không khí có thể thay đổi thì tôi xin phép chị là cho tôi hỏi một chút về sự cầu tiến và sự thành công của chị, để cho bọn trẻ tụi tôi có thể học hỏi và được noi gương hay không. Thì nếu chị cho phép thì tôi sẽ xin hỏi một câu hỏi ngắn gọn như thế này. Thì theo tôi được biết, chị sinh ra trong một gia đình khá giả tại An Giang. Thì
Tuy nhiên thì chị có trình bày rằng là chị có sinh ra một gia đình khá giả, nhưng mà chị lại có gia đình không anh em chị em trong nhà không được yêu thương. Và đến khi ba của chị qua đời thì chị không còn nơi để nương tựa và chị coi rằng đó là không còn gì để mất. Tuy nhiên tôi rất ngưỡng mộ chị ở một điểm, đó là năm chị 16 tuổi thì chị bước vào đời mà không có một nơi nương tựa và không còn ai để nương tựa và không có một cái tinh thần nào. Thì chị có thể cho tôi cũng như tất cả bạn trẻ mồ côi, xin lỗi vì tôi cũng từng là một trẻ mồ côi, thì chị có thể cho tôi cùng tất cả những bạn trẻ mồ côi biết là động lực nào, niềm tin nào để giúp chị có thể có một cái niềm tin vững chãi và trở thành một người phụ nữ rất mạnh mẽ như bây giờ hay không. Và bà chị có thể cho biết là sau những gì cố gắng, sau những gì trải qua, thì điều gì làm cho bà luôn trở nên là một người phụ nữ mạnh mẽ và đã quay về Việt Nam giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì tôi, trong thâm tâm tôi thì vẫn là kính cẩn, rất là cảm ơn bà về tấm lòng bà dành cho trẻ mồ côi, trong đó có tôi. Thì tuy nhiên thì tôi vẫn mong rằng là bà chia sẻ một chút cho mọi người ở đây biết, và những bạn trẻ mồ côi khi bước chân vào đời không cha không mẹ thì họ phải làm những gì, học hỏi được những gì từ bà để cho chúng tôi có thể là không đi vào con đường sa ngã. Vì tôi tin rằng là những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi khi vào đời rất là khó khăn. Bản thân tôi ngày xưa khi vào đời rất là khó khăn vì không cha không mẹ, vô cùng khó khăn. Tuy nhiên bây giờ tôi đã là một CEO rồi, nhưng mà tôi vẫn mong rằng bà chia sẻ lại cho bạn trẻ ở đây biết là cái bí quyết nào, cái niềm tin nào, cái động lực nào để giúp bà giúp cho những bạn trẻ mồ côi mà có thể vào đời mà không vướng vào những đường sa ngã để có thể thành công như bà hay không. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật sự ra thì tôi không mồ côi. Tôi có một gia đình, có cha, có mẹ, có anh, có em. Nhưng cái điều mà tôi kém may mắn là tôi không được ai thương hết. Tôi chỉ có mỗi một mình ba của tôi thương tôi thôi. Và bởi vì có những góc khuất riêng thì nó cũng hơi tế nhị. Nhưng mà khi tôi đã biết một điều là không ai thương tôi rồi thì tôi phải tự thương bản thân tôi thôi. Cái đó là sự sinh tồn. Tôi đã từng chia sẻ ở bên chùa Giác Ngộ về cuộc đời của tôi. Thì quý vị cũng biết tôi là một người phụ nữ chịu đựng rất là giỏi. Tôi không có một tình thương nào cả, ngay cả tận bây giờ thì tôi không lấy điều đó để mà gục ngã, mà tôi biết rằng là tôi phải nỗ lực. Quý vị thấy không, tôi từng hay nói rằng là tôi tự an ủi mình, giống như là sẵn hôm nay tôi chia sẻ luôn. Thí dụ như tôi đã trở thành một cái người gì truyền động lực diễn giả, thì tôi hay nói cái câu là quý vị thấy tôi có đẹp không? Cái đó là cái câu nói mà tôi tự trấn an tôi để tôi vào cuộc để nói chuyện với quý vị. Chứ không phải là một cái người mà tự cho mình đẹp. Không phải đâu quý vị. Cái đó là cái câu mà tôi bắt đầu câu chuyện với quý vị, là tôi muốn tìm thấy niềm tin từ bản thân tôi. Để quý vị cổ vũ tôi để mà tôi tiếp tục câu chuyện. Chứ bây giờ một người phụ nữ mà đưa lên nói chuyện trước công chúng như tôi, không có một tờ giấy nào mà nói lưu loát suốt 3-4-5 tiếng đồng hồ, không có một cái điểm bám nào, thì khó lắm đó quý vị. Nói chuyện trước công chúng là một nghệ thuật, mà nói lưu loát không lặp đi lặp lại. Đôi khi tôi hay hài hước, mà cái sự hài hước của tôi nếu mà ai hiểu á thì họ thấy vui, nhưng ai không hiểu á thì nghĩ rằng là tôi cao ngạo. Tôi nói thật quý vị, sẵn đây tôi nói luôn, tôi nói xong là tôi sẽ quay lại chủ đề. Có nhiều người học mà dạy tôi phải biết làm sang. Không cần dạy tôi, nếu mà nói về sang thì tôi đây không có thiếu. Tôi biết cúi đầu trước cộng đồng, tôi biết cúi đầu xuống với người nghèo vì tôi thương mọi người, và tôi đã từng trong một cái hoàn cảnh đó. Cho nên trên Facebook có nhiều người nói tôi là nói riết hết sang. Nếu mà nói sang quý vị thấy tôi đâu có thiếu, nhưng rõ ràng là tôi đang chơi với cộng đồng. Tôi đang sống vì cộng đồng và tôi đang sống rất thật. Cho nên những cái lời nói đó thì có lẽ là họ chưa hiểu tôi. Và em có hỏi rằng tất cả những cái động lực mà chị có thể nỗ lực tới ngày hôm nay là bởi vì chị tin rằng sự hiện diện của tôi trên cuộc đời này chắc chắn là phải có giá trị. Và không lẽ tự nhiên tôi có mặt trên cuộc đời này để tôi sống một cuộc đời mà không có ai thương tôi. Rõ ràng tất cả những gì tôi làm, trời biết đất biết và trời Phật luôn phù hộ cho tôi. Tôi tin vào vân nhân quả, tôi tin vào những gì tôi gieo thì tôi sẽ gặt được những điều tốt đẹp. Chứ bây giờ nếu mà một mình tôi sống bơ vơ giữa trời giữa đất, tôi nuôi bao nhiêu đứa con, mấy đứa con mà trong đó tuổi đời tôi rất còn trẻ, tôi không sa ngã là bởi vì tôi hứa với cha tôi rằng là tôi không bao giờ làm điều gì xấu. Bởi vì tôi nói thật với quý vị, có một dịp nào đó tôi sẽ chia sẻ với quý vị rằng tôi đã có một người cha rất là tử tế. Ba tôi nói tôi là một đứa con gái đẹp, mà con gái đẹp thì không làm điều xấu.
Có những lúc trong cuộc đời, tận cùng của cuộc đời, tôi muốn nổi loạn lắm chứ quý vị. Tôi muốn nổi loạn lắm, tôi muốn làm những cái điều rất là đời thường như mọi người. Nhưng tôi đã hứa với ba tôi, dù trong hoàn cảnh nào, con sẽ không bao giờ làm điều xấu hổ. Thứ nhất là tôi tin ba tôi đã tin tôi. Thứ hai, tôi không bao giờ phản bội lời hứa đó, dù ba tôi đã mất hơn 20 năm. Nhưng khi tôi muốn làm một điều gì để nổi loạn, tôi đều nhớ tới ba tôi. Cho nên đây là một trong những cái mà cái lời hứa tôi đã đối với ba tôi. Cho nên tôi không bao giờ trở thành người đàn bà hư hỏng. Và tôi nói luôn, có rất là nhiều người nói rằng là tôi có 3 đời chồng, 4 đời chồng. Xin thưa quý vị, muốn có bao nhiêu chồng, cái điều đó đối với tôi không khó đâu. Mà muốn lấy được chồng tử tế, cái điều đó mới khó đó quý vị. Thật sự luôn. Và thậm chí ngày mai anh Dũng không còn thương tôi nữa, tôi vẫn có thể lấy chồng nữa. Chẳng có điều gì khó cả. Cho nên chị em phụ nữ chưa trải nghiệm thì đừng bao giờ nói vào những cái chuyện chồng này chồng kia. Chồng như thế nào mới là chồng. Rồi có những cái lời nói, tôi nói thật, bây giờ quý vị cứ hỏi tôi đi. Rồi có những cái lời nói rất là thô thiển, nói rằng tôi đi giật chồng người ta. Anh Dũng đâu phải món đồ đâu mà giật quý vị. Anh Dũng là một anh Dũng lò vôi, anh lớn hơn tôi 12 tuổi, anh thành công. Anh là một người như thế nào không cần ai dạy anh hết. Và quý vị phải nhớ rằng những gì tôi làm tới ngày hôm nay, tôi đã chứng minh cho quý vị thấy rằng là tôi là một người đàn bà sống có giá trị, chứ tôi không chọn thành công. Bởi vì thành công với thất bại nó chỉ có một gang tay thôi. Cho dù ngày mai tôi không còn làm gì nữa hết, nhưng quý vị đã từng nhớ Nguyễn Phương Hằng, tôi đã có một cái quỹ mổ tim dành cho xã hội. Và tôi đã chiến đấu với ông Võ Hoàng Yên để giành lại cái sự công bằng cho quý vị. Đối với tôi như đó là đủ rồi. Có đúng không quý vị? Còn em hỏi cái câu nói đó thì trong cuộc sống chúng ta phải nỗ lực. Đừng ai đổ thừa hoàn cảnh. Tôi sinh ra trong hoàn cảnh, bởi vì sao? Cha mẹ mình sinh ra nuôi mình tới 18 tuổi là đã hết trách nhiệm rồi. Cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình phải nỗ lực, đừng đổ thừa cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh không tạo ra mình đâu, mà sự nỗ lực mới tạo ra mình. Nếu mình không nỗ lực thì mình thui chột cuộc đời mình. Và đừng bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh. Phương Hằng tôi tự vươn lên, từ một cái đống tro tàn nguội lạnh tôi còn đứng lên được. Tôi còn sống tới ngày hôm nay, và tôi đem tất cả những điều tốt đẹp cho đời. Thì tôi hoàn toàn không đổ thừa cho hoàn cảnh. Mặc dù tôi là một người phụ nữ, tôi cũng đã từng nói rằng tôi không bao giờ hy vọng ai đó tặng hoa hồng cho tôi. Và tôi cũng không bao giờ trông chờ ai trải thảm đỏ cho tôi đi. Tôi sẽ tự nở hoa, tôi sẽ tự xinh đẹp. Bởi vì cái giá trị của tôi là do tôi tạo ra. Bởi vì anh Dũng cũng không thể dồi kiến thức vào đầu tôi. Anh Dũng cũng không thể làm những điều tốt đẹp cho tôi. Mà tôi là người không biết thì cũng không làm được gì. Xin thưa quý vị, tôi mãi mãi không bao giờ là cái bóng của anh Dũng. Tôi về Đại Nam, tôi đóng góp cho Đại Nam, tôi cống hiến cho Đại Nam. Đến ngày hôm nay, Đại Nam đã có được cái quỹ mổ tim là cái thành công lớn nhất của đời tôi. Và đến tận ngày hôm nay, vợ chồng tôi vẫn là tài chánh độc lập. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất, tôi tự hào nhất. Tôi không phải là loại đàn bà thích ăn bám chồng. Vì tôi có lòng tự trọng, tôi biết rằng tôi phải tự thương tôi khi tôi không cha mẹ anh em. Tôi phải tự trọng cái điều đó. Và các bạn, đặc biệt một điều là tôi không ăn mài tình cảm của ai hết. Kể cả chồng tôi ngày mai không thương tôi cũng xem chuyện đó là bình thường. Cho nên quý vị đã có những cái lời không có văn hóa để mà comment nói với tôi, thì tôi xem đó là những cái động cơ, những cái gia vị để cho tôi nở hoa, những cái gọi là tạo thêm sức mạnh cho tôi thôi. Bởi vì tôi không bao giờ gục ngã. Bản thân tôi không làm điều xấu, lương tâm tôi không làm điều xấu. Tôi vẫn đẹp ngời ngời, phải không quý vị? Rồi quý vị nào có thể đặt tiếp câu hỏi đi ạ. Vâng, xin được cảm ơn câu trả lời rất là chân thành, chân tình của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi của một vị khán giả của chương trình gửi đến cho doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và doanh nhân Huỳnh Hữu Dũng. Xin mời anh ạ. Cháu xin chào bác Dũng và bác Hằng ạ. Thì hai tuần qua thì hai bác không những là tấm gương cho mọi người về việc bảo vệ công lý, mà còn là tấm gương cho rất nhiều bạn trẻ mong muốn sau này đến độ tuổi của hai bác là những doanh nhân thành công đóng góp cho đời, cho xã hội. Thì qua việc của ông Yên á, thì cháu có một thắc mắc rằng là không biết sau này hai bác có dự định đầu tư cho những startup trẻ thay vì đầu tư cho những thần y như vậy, để Việt Nam có thêm nhiều được những doanh nhân những Phương Hằng hay là nhiều doanh nhân như bác Dũng, để nhiều hơn những cái quỹ hàng hữu để có thể giúp được cho cộng đồng, tạo công ăn việc làm nhiều hơn cho người dân Việt Nam mình. Bởi vì người dân Việt Nam mình rất giỏi, rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam này rất giỏi. Và câu hỏi thứ hai là
Suốt một tuần qua cháu đã chờ trước cửa nhà cô chú để xin 15 phút gặp cô chú để trình bày ý tưởng của cháu, bởi vì cháu có một ý tưởng giúp cho cộng đồng vượt qua được cái nỗi đau của Covid được rồi. Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội, thì không biết là cô chú có thể cho cháu xin một ít thời gian lúc nào đó để được trình bày cái ý tưởng của cháu, nếu cô chú cảm thấy là hứng thú. Cháu cảm ơn. Ở đây thì nó quá nhiều phóng viên, thì sẽ hẹn em vào một cái ngày ở công ty, thì nó sẽ có một buổi nói chuyện riêng ha. Rồi một chút nữa sẽ liên hệ với em, bên trợ lý của chị sẽ liên hệ với em, hẹn em một buổi riêng để mà trả lời cái câu hỏi mà em muốn ha. Cái đó là cái mà chị hứa với em. Còn bây giờ xin mời quý vị đặt thêm câu hỏi và mời anh vợ chồng anh chị đi lên đây để cho tất cả các phóng viên có thể khai thác. Cái câu chuyện của anh chị cũng khá là hấp dẫn. Chắc mà vợ chồng của anh Tiến, mời chị Mỹ nè. Chắc em ngồi đây với anh chị Tiến. Anh. Rồi chút nữa anh lên sau. Dạ. Rồi, anh Tiến với chị Mỹ ngồi đây nè. Dạ. Ngồi đây. Mời chị Mỹ lên đây luôn, chị Mỹ. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục chờ đợi những câu hỏi của phóng viên tại buổi gặp gỡ ngày hôm nay ạ. Hôm nay quý vị cứ khai thác hết tất cả những gì có thể, Nguyễn Phan Hằng tôi sẽ trả lời không sót một cái gì hết. Và sau cái cuộc nói chuyện hôm nay thì quý vị có đăng bài về tôi thì phải đăng cho nó chính xác. Đừng có đăng theo cảm tính làm tổn thương tôi. Bởi vì thật sự qua ra thì quý vị phải thương tôi. Một mình tôi là một người phụ nữ mà dám đương đầu với một cái câu chuyện như vậy thì quý vị phải có một chút lương tâm, một chút tình dành cho tôi. Đừng nói những cái lời nó tổn thương tôi, thì phải nói là sức chịu đựng tôi nó cũng có giới hạn. Thì bây giờ quý vị nào có thể đặt hết câu hỏi cho vợ chồng anh Tiến và kể cả tôi và anh Dũng. Chúng tôi sẽ trả lời cho tất cả quý vị hiểu được. Đây là hai nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên mà bây giờ tán gia bại sản, bây giờ nợ nần. Thì cái phần mà tôi, cái điều mà tôi mong muốn to lớn nhất là khi mà ông Võ Hoàng Yên, tôi gửi tới ông Võ Hoàng Yên một cái lời nói chân tình. Còn một chút tình người tôi dành cho Võ Hoàng Yên là hãy làm điều tử tế nhất với vợ chồng anh Tiến. Bởi vì họ đã theo ông Yên 5 năm làm công quả, không được cái gì mà mất toàn bộ tài sản và không lấy được một đồng nào, thì cái đó, điều đó phải nói là quá tàn nhẫn. Cho nên nếu cho tôi kêu gọi thì tôi kêu gọi ông Võ Hoàng Yên phải lập tức làm cái điều này với vợ chồng anh Tiến. Bởi vì họ đã lớn tuổi rồi, cái niềm tin họ đã mất rồi, họ còn mất luôn tài sản, họ còn bị ngược đãi. Thì cái điều này đối với tôi đã chịu đựng rồi thì không để cho anh chị chịu đựng tiếp tục nữa. Thì quý vị cứ khai thác vợ chồng anh Tiến để quý vị thấy rõ được chân tướng của Võ Hoàng Yên là một cao thủ như thế nào. Thì quý vị cứ tự nhiên, quý vị cứ làm phóng sự tự nhiên. Đây là một trong những người thật, việc thật mà Nguyễn Phương Hằng tôi và anh Quỳnh Quý Dũng đã tiếp xúc. Quý vị cứ thoải mái đặt câu hỏi cho vợ chồng anh Tiến. Dạ. Anh cứ giới thiệu đi ạ. Cái nỗi quan của anh cứ ngồi đi anh Tiến. Trước nhất là tôi kính chào anh chị Hằng, anh Dũng. Rồi cho tôi phép tôi xin tạo điều kiện cho hôm nay vợ chồng tôi có đến đây được nói được lên cái sự thật mà mấy lâu nay chúng tôi đã ấm ức trong lòng, đau khổ cuộc đời nhất trong cuộc đời 5 năm. Thì cảm ơn chị, anh chị Hằng đã tạo điều kiện cho chúng tôi. Thứ hai nữa là cảm ơn quý vị tất cả mọi giới, mọi quý vị tất cả đây là có thời gian đến đây để dành chút thời gian để mà lắng nghe chúng tôi và hỗ trợ cho chúng tôi được đưa ra những sự thật rất đau lòng trên đó là ông Võ Hoàng Yên đã gây cho chúng tôi bao nhiêu năm nay. Thì xin phép giới thiệu, tôi là trưởng ban, trước kia tôi là trưởng ban chi hội Hưng Nghĩa Tự. Hiện nay ông Yên, thầy Yên đưa tôi xuống là phó ban. Trước đầu tiên là cố vấn là tôi không chấp nhận làm. Bây giờ trung ương và tỉnh độ và chú chi hội là yêu cầu tôi đến là giữ cái chức là phó ban. Hiện nay là phó ban chi hội Hưng Nghĩa Tự tại khu phố 1, huyện thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Là ngôi chùa tôi đã dày công xây cất 5 năm trên 5 năm từ 2013 đến 2018 thì chúng tôi bàn giao để ra đi thua lui về góc nhà của tôi để an phận thủ thường và chịu đựng trong mấy năm nay.
Hôm nay tôi xin tất cả quý vị để cảm ơn và chúc mừng cho quý vị và cầu nguyện quý vị được sự bình an và sức khỏe. Và cho phép tôi để nói lên sự thật của chúng tôi rất đau lòng trên mấy năm suốt năm nay. Thì đầu tiên á, tôi á, là tâm nguyện tôi là người ở Thanh Đa, cư xá Thanh Đa tại đối diện 025 Lô Ca, cư xá Thanh Đa. Xin tự giới thiệu, không phải là khoe hay là nói gì. Thì chưa là cái gia đình mà tôi chú là ngồi đi, chú ngồi nói ông nội tôi là sở hữu cái cư xá Thanh Đa, chỗ cháu dịch Thanh Đa góc nhà lá đó, là toàn bộ nửa khu cư xá Thanh Đa là của gia đình chúng tôi trước giải phóng. Sau này còn lại là chỉ bây giờ còn là trên 3.000 mét vuông tới đối diện Thanh Đa Lô Ca, cư xá Thanh Đa. Thì đầu tiên là tôi năm 2010, tôi nhớ rõ ràng là ngày là 16 âm lịch tháng 10 năm 2010, tôi đưa bà xã tôi là bà cô Mỹ đến chữa bệnh tại cầu đường Trần Não, một cái sàn nhỏ, cái gì Nga đó tôi quên rồi, Kiều Nga hay Quỳnh Nga gì ngay trên cầu Sài Gòn nhìn chúng thấy đó, chữa bệnh đầu tiên cho bà xã tôi là với bà già tôi là đau thấp khớp để điểm đó. Thì khi tôi gặp thầy ông Quỳnh Yên là trước đó 3 năm tôi có dị huynh đệ, hồi đó tôi đi từ thiện ở mười mấy năm ở cái chỗ ông thầy Quảng Niệm ở quận 12. Thì vị huynh đệ đó có giới thiệu tôi là thầy Yên giỏi rồi, yêu cầu tôi đi theo để chữa bệnh rồi. Thì 3 năm sau là tới 2010 tôi mới gặp cái duyên gặp ngay chỗ cầu Sài Gòn. Thì từ đó tôi là quen biết với thầy Yên. Và sau một tuần lễ sau thì thầy Yên có đích danh đến tại núi Bảy Tầng là ở Hàm Tân ngày hôm nay. Có đến vận động chúng tôi là xuống lập chùa, ông thầy Yên giới thiệu cho làm cái chùa Hưng Nghĩa Tự hiện nay. Đó, trước đó tôi có nghe ông thầy Yên nói là ổng là chuyên gia trồng rừng, trồng núi. Thì tôi mới như anh Dũng nãy có nói đó là làm tâm linh và cái làm cái cho chỗ cho chữa bệnh cho người nghèo và trồng thuốc và trồng rừng. Thì chúng tôi mới phát tâm để mà hợp tác với ông Yên là mua đất đai, đứng ra mua đất đai và bỏ công sức làm. Trước đó tôi có hứa hẹn với ông Yên là tôi làm xong khi thu nhập thì hưởng được 50-50 chia với chia chác với ông thầy Yên. Thì tại sau đó rồi tôi mới thấy những đi tìm hiểu tiếp tục là do chỗ Hưng An Tự là cái chỗ chị Hằng xây cái chùa đó. Thì đó mới thấy ông thầy Yên là từ thiện theo đúng cái tâm nguyện của tôi, đúng theo cái sở thích và tâm nguyện của tôi, cái cuộc đời của tôi. Thì tôi mới phát tâm là xin là ông Yên là tôi rút lại cái lời hứa gì tôi Bùi Văn Tiến này chưa tới nay chưa nói với ai hai lời, nhưng mà hôm nay nói hai lời là rút lại cái lời nói là chia 5 năm. Thì tôi thấy nhà những diện công tác ông nên làm từ thiện, làm giúp cho người bệnh nhân thì trong đó phù hợp đến ý vô. Tôi mới phát tâm tôi đó là thôi trời ra về sau là tôi rút lại cái hai lời của tôi là rút lại cái lời nó hứa với tôi với thầy ở trên núi chia 5 năm sau khi thu nhập. Rút lại là thôi thầy tùy ý thầy muốn cho bao nhiêu cho thì sau này thầy thấy cái công sức của chúng tôi, vợ chồng tôi làm thì thầy cho bao nhiêu thì cho chứ tôi không đòi hỏi nữa. Mà trong cái tiền đó chúng tôi cũng làm từ thiện đó, chúng tôi tại vì nói thật đó là chúng tôi không phải người nghèo khổ, cũng có đất ở Thanh Đa cũng hiện giờ cũng trên hàng trăm tỷ, nhưng mà chưa có cơ duyên, chưa có tới đã nhận tiền đền bù giải tỏa được, chưa bán được thì hiện giờ không có tiền. Thì tôi góp công sức cho thầy làm để cho cứu cho theo tâm thiện của thầy với tôi. Thì từ đó tôi đứng ra, vợ chồng tôi đứng ra là vợ tôi là đứng ra mua đất cô Mỹ ở đây, mua đất là trên 300 hectare, gần 300 hectare, nhưng mà hiện nay đã nhà nước cấp sổ đỏ cho là 190 mấy hậu mẫu đất cho thầy Yên và bán mua tất cả của người dân ở đó, rồi đứng ra mua từ cái giấy tay mà tạo nên thành sổ đỏ đất núi mà bây giờ có sổ đỏ đầy đủ ra ra cho thầy Yên là 190 mấy hecta. Rồi sau đó thầy Yên giới thiệu cho tôi là Trung ương Giáo hội giới thiệu cho tôi là đứng ra để là pháp nhân làm, đứng là trưởng ban, là tức là người thay thế cho trụ trì ở tỉnh Tịnh Độ, là không có trụ trì, không có sư, chỉ là cư sĩ để làm trưởng ban là thay thế trụ trì. Từ đó tôi xuống núi, trước đó tôi đã tạo cái núi đó là cho tài sản của chúng tôi vợ chồng làm nên đó là 4/4 tỷ. Sau đó tôi cúng dường cho thầy Yên và xuống làm cái núi ở dưới đất này. Thì thầy Yên khuyến khích tôi là xuống làm đó, là đấy thầy ông có cái công đức, ông có tài. Thứ hai là sau này tôi mới biết hiểu là ông thầy Yên ông lợi dụng vào cái tôi có trên 30 hậu mẫu đất núi mà hiện giờ có 19 mẫu 19 hecta là có sổ sách, còn đó là trên khoảng 30 hecta đất núi. Thì thầy Yên nhìn thấy cái đó là sau này mới biết là suy nghĩ và những thấy những diện thầy Yên làm rất là cao siêu, rất là tinh vi. Như chị anh Dũng Dì Hằng vừa nói ra, tôi xác nhận chứng nhận đây là chuyện anh Dũng Dì Hằng nói không có lời nào sai trái hết. Thì tới chừng đó tôi đã trải qua rồi.
đó là tôi mới hợp tác với Thầy Yên là đứng ra xây cái chùa Đức Pháp Nhân. Thầy Yên biết là tôi có núi cả 20 hectare và đất ở Thanh Đa tôi trên 3.000 mét vuông cho cha mẹ ông bà để lại. Và tôi có cái tài năng tôi làm ở đó, tại tôi là hai bàn tay trắng mà ra đó để xây dựng, làm núi, mua đất, làm xây dựng lên cái tài khoản đó với mười mấy hectare ở dưới đất nữa, ở trồng thanh long. Thầy Yên nhìn thấy những cái đó là thầy Yên thấy mà tôi có cái tài năng đó và có cái uy tín ở ủy ban địa phương ở Tân Nghĩa rất là quý vợ chồng chúng tôi. Tại chúng tôi tâm ý ra đó là làm từ thiện lo cho dân, tạo nhà cái đất tình thương tình nghĩa, rồi đường xá điện nước là chúng tôi lo cho cái địa phương đó, thì địa phương đã nắm rõ. Vì vậy địa phương tạo điều kiện giúp cho chúng tôi từ xây cái chùa, mua đất, đứng ra mua đất là xây cái chùa. Và trong 5 năm tôi làm trưởng ban, vợ tôi là trưởng ban hậu đạo, tôi là trưởng ban y tế phước thiện và giờ chỉnh lại là trưởng ban tri sự. Từ đó tôi làm 5 năm, trong 5 năm làm cái chùa vừa xong là trên 90%. Thì ông Thầy Yên, ông tạo nhiều cái tạo điều kiện do cái thằng Thiện Thành, tức là Lê Hoàng Tiền, là giám đốc công ty Phong Vũ ở Sài Gòn mình, di tính Phong Vũ đó. Thì giao đó thằng đã làm, và con Bùi Thiên Ngân là tức là con Kiều, và Tống Phước Phong là hai vợ chồng. Chứ hai chồng tôi trong đó có 6 người để làm đầu tiên cho Thầy Yên. Thì sau này lần lần tôi mới biết Thầy Yên là người là có không khéo, rất tinh vi, là làm ấy là lừa đảo những người như chị Hằng và chúng tôi. À, chị Hằng đó là trước đó tôi có về tâm linh, có ân trân cho tôi biết là sau này chỉ có một người phụ nữ để đứng ra làm sáng tỏ vụ này đưa ra, chứ không ai đưa ra nổi. Chị biết đó, trước đó là tôi biết là tôi không có tư cách, tại mặc dầu tôi chuyện thật việc thật nhưng mà không đưa ra được với tư cách. Ông Thầy Yên rất là hay là tinh vi, không ai nắm được cái tẩy cái đuôi. Rồi ông làm là tôi gọi là khéo từ chối mà thêm buộc tội. Ông làm những chuyện tôi xảy ra do tôi gây rất đau khổ mà Thầy Yên là bắt buộc như ý là tôi vợ chồng tôi phải mang ơn ông Thầy Yên suốt cả đời và không được phản Thầy. Tôi có nguyện là tôi làm gì làm những mang tiếng phản Thầy, để mang tiếng phản Thầy thôi. Vì lẽ đó trong mấy năm nay tôi phải chịu đựng. Biết Thầy Yên trước đó là luật sư đại học luật, nên mình thấy mình hiểu tư cách là mình không thể nào mà đối chấp với ổng được, không thể nào vạch trần cái sự việc mà làm sai trái ra. Vì vậy lẽ tôi cắn răng chịu đựng lặng lẽ mấy năm nay. Hôm nay có cơ hội này tôi mới lên đây để mình nói lên sự thật, để nhờ quý vị tất cả cộng đồng, tất cả trong và ngoài nước để đưa lên sự thật này, để ngăn chặn những cái trò mà của Thầy Yên và những cái đám đệ tử. Trong nói về đệ tử tôi rất đau khổ, vì tôi cũng là người đệ tử đã quy y Thầy Yên. Là quy y là đó, tôi là người đi khắp bông ba cả cuối miền đất nước, từ mũi Cà Mau đến Đồng Hà, Đồng Hới, xây dựng nhiều chỗ, nhiều nơi nhưng làm không được, giao bỏ đi 9 chỗ, rồi điểm thứ này điểm thứ 10. Thì là tôi biết Thầy Yên vậy, tôi không dám đưa ra được vì cái loại hoàn cảnh của mình. Sau này trong tới ngày, đến thời này thì có người đó sẽ đưa ra cái người phụ nữ tân trên đó cho tôi biết. Là người đó sau này biết là tôi nói với bà xã tôi và tất cả thân người thân tín ở địa phương đó, sau này chị Hằng sẽ vạch trần ra tất cả. Chỉ chị Hằng là ân trên đấy, là giao chị Hằng là thế thiên hành đạo, chứ là đấy, không phải định, không phải nói định đấy đấy, nhưng mà tôi nói cái công tâm sự thật đó, là chỉ chị Hằng làm được thôi. Vì vậy khi mà nghe thấy được cái này của chị Hằng, tôi đặt tôi tìm đến để cầu khẩn xin anh Dũng chị Hằng trợ giúp cho tôi để đưa ra sự thật này mà đã lắng chịu trong mấy năm, năm năm trường chịu rất đau khổ mà rất là phải chịu đựng. Và có cơ hội này xin phép anh chị giúp đỡ cho chúng tôi đưa ra, chứ không ai thể nào mà đưa ra cái việc này đâu. Tôi rất còn người, nhiều người thân như nãy nói ông Thắng chúng tôi biết, và ông Thiện Huệ ở bên Mỹ, các cái chùa Hưng An Tự ở bên. Thì bây giờ anh phải nói cái thủ thuật của ông Yên nè. Ông Yên ông làm sao để ông lấy được đất của anh? Cái này là cái vấn đề mọi người cần nghe. Nghe của mình nè. Nghe chứ còn anh nói lòng vòng thì cũng không biết đường nào. Anh cứ nói là cái thủ thuật của ông làm sao để lấy đất của anh, và anh không nhận được một đồng nào mà anh trở thành con nợ của ổng. Cái này là cái thủ thuật của ổng. Và luật sư Trí là một trong những người đã theo ông Yên rất lâu, mà đã hỗ trợ cho ông Yên trong cái công cuộc mà đi lấy tài sản của người khác. Cái ông luật sư Trí mà cái ông mà bị hằng xơi đó quý vị. Giờ nói cái cuộc của mình thôi. Cái cuộc người này ta xưa là trước năm 2017, tôi có miếng đất ở Thanh Đa là riêng phần sở hữu của tôi là 1290 mấy mét, gần 2000 mét. Là cái số đó là tôi được hưởng đó. Thì khi tôi tâm sự với con Thiên Ngân là con Kiều đó, là tôi sợ tôi sau khi tôi không làm được cái hoàn thành ra có bị hại hoặc bị mất đi chưa làm được, thì thủ tục mà thưa kiện này kia nọ tranh đấu thì tranh chấp thì nó lâu. Tôi biết vậy thì tôi sợ tôi khi tôi có chết rồi nè, tại tôi cầu nguyện tôi có tới 61 tuổi là chết thôi, đừng sống lâu sâu tội. Thì tôi xin đó thì ông con Kiều nó mới bàn qua luật sư, nhờ luật sư làm là người tôi nói nếu mà tôi có mất đi
chưa làm được tâm nguyện xây dựng chùa chiền, chùa núi rồi đó, những chỗ mà tôi tạo điều kiện cho những người nào tu ở và sau này có thể là chỗ chạy và dưỡng lão hoặc các câu di viện. Tâm ý của tôi là nguyện làm nó như thế, hỗ trợ. Nhưng mà làm không chưa được thì tôi sợ tôi chết mất rồi chưa làm được. Tôi nhờ luật sư thì con Kiều nó mới giới thiệu là nó nói thôi để thầy Yên làm đi. Thì lúc đó thầy Yên là người có đại học luật, luật sư đại học luật. Tôi nghĩ là tôi mình chưa đành về pháp luật thì sao mình vậy, mình chết á thì có được ra nhờ thầy làm. Thì thầy hứa nhận với tôi là đứng ra để sau khi làm cái gì chú cái di bằng ủy quyền cho thầy Yên, sau khi tôi mất thì đâu có thầy gì ra thì thầy Yên đứng ra làm tiếp cái tâm nguyện của tôi. Thì sau đó thầy Yên mới bàn với tôi tại cái sân bồng luật sư á, trước đó 2 ngày trước thì con Kiều Thiên Ngân nó gọi là cho luật sư. Thì tôi nói tôi thật tình xin lỗi, tôi có ấn tượng với luật sư rồi, nhiều khi tôi bị cũng như gì luật sư đã gạt rồi thì hôm nay tôi không tin tưởng luật sư nữa. Nó nói riết tôi phải nghe là thôi để thầy làm. Thầy làm đưa ra cái công chứng qua phường số 789 ở Tạ Văn Bủ á, thì thừa bắt lại đó mới tôi với thầy Yên thoại là rõ thuận nhau để làm cái giấy gì bằng và cái ủy quyền. Thì thầy Yên mới nói là cái ủy quyền này không á thì không có, sau này không làm được, khi tôi có chuyện gì xảy ra mới làm cái di bằng là có nợ số nợ gọi là nợ khống. Là thật sự tôi không có nợ đồng nào hết, nhưng mà thầy Yên đưa lên cái nợ đó là tôi làm cái núi đó riêng của tôi, là cái núi trước của tôi là 4 tỷ trên 4 tỷ và làm cho thầy Yên giữa hợp tác nhau là 7 tỷ mấy nữa là 1 tỷ mấy. Thì ở dưới phòng ở dưới chùa Bắc Lại tôi làm thì có luật sư Trí ngồi trên cái cầu thang. Thì ở luật sư Trí mà cái người mà ngồi ở tịnh độ vừa rồi đó là hai bên ngồi ghế thầy Yên đó với anh Dũng đó. Thì là bàn bạc lên cho tôi tổng nhất là thôi giờ thầy nói có điểm chỉ, sau này tôi có lấy lại cho ông được có số nợ chứ không, nó không không được. Thì tôi thống nhất tôi đồng ý. Rồi cho ông đó tôi khẩn nghĩ là thầy là người thầy của mình, sư phụ. Mà không lẽ nào thầy là gạt mình, lừa gạt gì đó, tôi tin tưởng với tôi khả nể, khả tin. Thì chứ không có đời, tôi không dám nghĩ ai xấu, mình người làm tốt thì mình cũng nghĩ ai tốt như mình. Thì tôi mới đồng ý đó 11 tỷ mấy. Thì sau khi mà đưa lên đồng ý thống nhất rồi dự khảo thảo thôi. Thì lên lầu là ông thầy ông đánh lại với chỗ luật sư cái bàn đánh nhau, đánh nào là thỏa thuận với nhau là đánh vô cái bản là 24 tỷ 600 triệu. Thì tôi lúc đó tôi sơ ý tôi nghĩ là lãi rồi mình kê xuống mình ký chứ mình không có coi, không coi đọc lại cái 24 tỷ này, nghĩ là ông nói bàn trước là 1 tỷ mấy thôi. Trong đó thì sau đó rồi để đem về giao nhà ký rồi thì đem về nhà con Thiên Ngân tại C3 Phạm Hùng á, nó giữ rồi giấy tờ để giữ đó cả gần 1 năm trời. Thì sau đó tôi mới biết là một người đệ tử là chỗ Nguyễn Văn Hải và Phượng Trần Thị Phương Linh là đệ tử là cũng trong đồng đạo đồng môn. Thầy Yên giới thiệu vô là làm giấy tờ cho tôi, là lúc đó tôi bán miếng đất đó là lãnh tiền đền bồi có 30 tỷ 31 tỷ trở lại thôi. Thì bạn tôi là cái tiền này đó, ông bỏ thì ông làm bán lúa non ổn tại ấy thôi để cho đệ tử nó làm. Nó làm rồi nó đưa báo cáo là cái tiền mà trên lệch á khoảng 50-60 tỷ, lúc đó giá thị trường lúc năm 10 triệu tới 60 triệu mét vuông, mà tôi bán có 24 triệu là 30 tỷ ngoài 30 tỷ. Thì có giao kết với thầy Yên là với các anh em họp trong đó là giao là tôi chỉ hưởng được đầu tiên có 3 vài cái số tiền mà tôi ký hợp đồng với địa ốc Sài Gòn á, còn cái tiền trên lệch này á thì giao cho Thiện Thành là Lê Hoàng Tiền á, nó đứng nó làm rồi bỏ dư ra cái số tiền trên lệch đó để cúng vô chùa làm, vì chỗ cái chùa mình đang làm đang thiếu nợ đang này kia nợ đính đâu đâu là trả tiền. Là thầy chuyển về khi từ 100-200 triệu đó chứ chưa bao giờ được từ 300, từ 100-200 triệu đó lại thôi, mà tôi làm rất mốt đó rồi mới đầu là 50 triệu thầy Yên chuyển về, tôi có 50 triệu mà tôi cắt cái chùa đó được. Rồi đó là thầy Yên mới là cái theo 24 tỷ này á, 24 tỷ 600 triệu này tôi không biết. Rồi sau đó tôi mới phát hiện ra 24 tỷ 600 triệu thì mấy đứa nó nói với tôi là tôi đã bị lừa rồi. Tôi còn cãi với nó là thầy mình nhờ thầy giùm làm giùm mà đâu có bị lừa, không thể thầy làm vậy. Nó đưa giấy tờ tôi coi thì tôi phát hiện ra thì chúng yêu cầu là phải quỷ phụ giùm cho. Yeah. Anh vậy anh nói về lần hội anh em không có hiểu gì hết, cho tôi mượn tôi đối phụ giùm cho, tại vì tôi có đọc hồ sơ nói chung là thưa các bạn như thế này, anh này là anh Tiến hay là chị Mỹ là vợ của anh Tiến, thì trước đây có nhận là lương y Võ Hoàng Yên làm thầy, và trước đây là người đứng tên để xây dựng cái ngôi chùa Hưng Nghĩa Tự, là trưởng ban thì giống như là trụ trì như thế. Đó, và bây giờ là Võ Hoàng Yên đứng, thì đứng ra xin phép đồ xây dựng. Thì trong cái thời gian ông này thì cũng muốn hành thiện, nhà thì có tài sản miếng đất khoảng cỡ 3,000 m² ở tại Thanh Đa. Thì lúc đó tổng công ty Sài Gòn, địa ốc Sài Gòn tới giải tỏa đền bù,
nhưng mà vì đất này chưa làm giấy tờ nên nó trị giá là khoảng cỡ 30 tỷ. Thì đem cái chuyện này với kể cho đệ tử và kể cho gọi là ông này gọi là thầy Yên đi biết được cái sự việc đó, thì nói rằng là để cho một cái đệ tử đó nó đi chạy giấy tờ, để làm giấy tờ xong thì đền bù lên được 50-60 tỷ. Và ông này hứa là cúng chùa là 11 tỷ ha? 10 tỷ. Mới đầu có 5 tỷ thôi. Mới đầu 5 tỷ, nhưng mà hứa cúng chùa là cái ngôi chùa ông này đang xây, và cũng là giống như là trưởng ban á. Thì chùa thì ông này trưởng ban là chủ tài khoản, nhưng mà ủy quyền cho cái cô đệ tử của Võ Hoàng Yên. Đó, và là điện số điện thoại trên chùa thì Võ Hoàng Yên đứng. Thì á là với gài vô cái chuyện đó, thì ông này với bây giờ đi chạy thì phải là có tiền. Thì cũng trong đệ tử với ứng là 4 tỷ, 3 tỷ 6 gì đó. Thì đưa cho một đệ tử khác là tên Hải để đi chạy chuyển tiền đàng hoàng. Thì khi ứng tiền xong là cái cậu này chạy mất. Có giấy chuyển tiền tôi coi đàng hoàng. Thì coi như tự nhiên ông này nợ 3 tỷ 6. Đất hay không? Xong rồi ông này làm một cái giấy vi bằng. Là coi như là cái tiền kia là 30 tỷ là cái tiền ban đầu của miếng đất sẽ được đền bù. Và nếu đền bù lên á là 55-56 tỷ. Không? Thì cái số tiền còn lại á là cúng chùa là 10 lên là 10 11 tỷ gì đó. 10 tỷ. Thì lập cái vi bằng. Xong rồi á là dụ ông này ký quỷ cái vi bằng đó và cái số tiền đó. Nhưng mà trong này á là chính tay của Võ Hoàng Yên viết là ông này thiếu nợ thành 24 tỷ 600 triệu. Tôi coi giấy tờ phải nói tôi thấy đau lòng, thật sự tôi đọc vô cái hồ sơ